Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư trên ân sư thượng giác hà nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể Phật tử. Một mùa xuân đã trôi đi, chúng ta đang sống trong một thế giới có nhiều những biến động. Là người con Phật, chúng ta ngồi nỗi xót thương cho kiếp nhân sinh, mà còn canh cánh bên lòng niềm khắc khoải chưa thoát vòng luân hồi sinh tử. May mắn thay, được phước duyên lành, đời này được biết đến pháp môn tịnh độ, gặp được minh sư đã chỉ đường dẫn lối cho chúng ta, chỉ cho chúng ta đi trên con đường chánh pháp để học Phật và giác ngộ và giải thoát, được học và nương theo những lời chỉ dạy của chư tôn đức, luôn là bậc trưởng tử của Như Lai. Hôm nay vâng theo lời Phật dạy, được biết cúng dường trai tăng là gieo trồng cội phước, được chư Phật chứng minh tại tịnh thất Quan Âm ngày 24 tháng 2 năm 2019, dòng ngày 20 tháng 1 năm Kỷ Hợi, được sự chứng minh và chỉ dạy của ân sư thượng giác Hạ Nhàn, toàn thể gia đình Phật tử Trương Tấn Định phát danh tâm tính thiết lệ cúng dường trai tăng, ngõ hầu nguyện đem công đức này cho tất cả chúng sanh được lợi lạc, hồi hướng cho cửu hiền thất tổ được trượng thừa công đức này, được siêu sanh tịnh độ. Kính bạch quý ngài, giờ đây trước đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật, dưới sự chứng minh trong chánh niệm của quý ngài, giờ đây có Phật tử Trương Tấn Định pháp danh Diệu Âm Tâm Tính xin được đại diện cho toàn thể gia đình cung kính dâng lên lời tắc bạch cúng dường, ngưỡng mong trên chư tôn đức từ bi hoan hỷ chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2019 dương lịch, nhằm ngày 20 tháng 1 năm Kỷ Hợi. Con tên là Trương Tấn Định pháp danh Tâm Tín, cùng với gia đình và một số Phật tử, được sự cho phép và chứng minh của Đại Đức Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn, thành tâm thiết lễ trai tăng tại tịnh thất Quan Âm. Và giờ đây, trước Đại Hùng Bộ Điện Trang Nghiêm, đạo tràng thanh tịnh, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, Đức Phật đã dạy: như viên ngọc quý giữa đêm dài, không đèn soi sáng có ai hay. Cũng vậy Phật pháp không người nói, thông minh cũng khó hiểu nghĩa này. Sinh ra thời mà không được gặp Phật là nỗi bất hạnh lớn cho chúng sanh, mà chủ yếu là xã hội loài người. Song thật diễm phúc thay, chúng con còn có giáo pháp của Phật, còn có chư tăng ni là những bậc trưởng tự của Như Lai, đang tác Như Lai xứ, hành Như Lai sự, trên hoàng dương chánh pháp, dưới hạ hóa chúng sanh. Đó là điều mà hàng Phật tử chúng con hàng tâm niệm.
Ngày xưa, Ngài Mục Kiền Liên vâng lời Phật dạy, tổ chức lễ cúng dường chư Tăng để siêu độ cho mẹ. Thì nay chúng con được biết pháp cúng dường là một phương tiện gieo trồng phước đức, được chư Phật chứng minh, thánh hiền hoan hỷ, nên hàng Phật tử chúng con noi gương thực hành. Phát sức từ ý nghĩa trên, thì hôm nay toàn thể gia đình chúng con và một số quy liên hữu thành tâm thiết lễ chay tăng, tiên cúng dường thập phương chư Phật, thứ cúng dường hiện tiền chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni, nguyện cầu cho pháp giới chúng sanh đồng phát tâm tính, đồng sanh Phật hiệu, đồng sanh cực lạc. Và cũng xin hồi hướng công đức này lên tổ tiên ông bà, nội ngoại hai bên, từ vô lượng kiếp đến nay, và tất cả chư vị hương linh trong khắp thế giới được siêu sanh thoát tử vãng sanh tịnh độ. Hiện tiền con cháu và tất cả chúng sanh đều được ân chiêm công đức mà nghiệp chướng tiêu trừ, tinh tấn tu hành, ý thành niệm Phật, ngỡ hậu đời này được vãng sanh thế giới cực lạc. Ngưỡng mong quý ngài thì từ ai mận chứng minh ước khả nạp thọ cho sự như pháp cúng dường này để chúng con được gọi nhường công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư Tôn Đức chứng minh, kính thưa toàn thể Phật tử. Vừa qua là những lời tắc bạch chí thành chí thiết của Phật tử Trương Tấn Định, pháp danh Diệu Âm Tâm Tính, đại diện cho toàn thể gia đình. Giờ phút này chúng con xin thành tâm cung thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn cùng chư Tôn Đức hoan hỷ gợi sướng niệm Phật để chứng minh trai lễ ngày hôm nay được thập toàn công đức. Chúng con xin thành tâm đề đầu đảnh lễ và cung thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn từ bi hoan hỷ sướng lễ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Trên chư Tôn Đức đã từ bi niệm Phật chứng minh, chúng con không biết nói gì hơn. Nguyện trên Tam Bảo thì từ gia hộ cho quý ngài, pháp thể được vô lượng khinh an, pháp âm lưu duyện, giới đức cao tăng, tuệ đường thường chiếu, đạo quả viên thành, để mãi mãi là bóng cây đại thọ che mát chúng con, là ánh sáng dìu dắt chúng con, là con thuyền thanh lương đưa chúng con trở lại quê hương Tây Phương cực lạc. Trong buổi lễ hôm nay, mặc dù chúng con hết sức cố gắng nhưng cũng không sao tránh khỏi lỗi lầm sơ suất. Ngưỡng mong chư Tôn Đức thì từ ai mừng hỷ xả cho chúng con. Chúng con xin đầu thành đảnh lễ tam bái cúng dường. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư Tôn Đức chứng minh, kính thưa toàn thể Phật tử. Về với Phật, nghĩa nhân đều trọn vẹn. Về với Pháp, sống đời không hổ thẹn. Về với Tăng, đúc ngọn đèn trí giác. Giờ phút này, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh. Toàn thể đạo tràng chúng con lắng lòng thành kính, nhất tâm bái tỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn, từ bi hoan hỷ mẫn cố ban đầu từ cho toàn thể pháp hội chúng con được ân chiêm công đức. A Di Đà Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị Phật tử đồng tu có mặt tại tỉnh thất Quan Âm cũng như đang online trực tiếp trên trang web vô lượng thọ.vn. Hôm nay ngày 24 tháng 2 năm 2019, nhằm ngày 20 tháng 1 năm Kỷ Hợi. Hiện giờ là 8 giờ 46 phút sáng giờ Việt Nam. Giám nhang đang có mặt tại tỉnh thất Quan Âm, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay tỉnh thất Quan Âm tổ chức cộng tu một ngày. Có một số quý Phật tử phát Bồ Đề Tâm cúng dường tịnh tài để phóng sanh, nấu những món thức ăn để dâng lên cúng dường chư tôn đức tăng ni và nấu ăn cho ngày Chủ nhật quý Phật tử về cộng tu. Giám nhang thay mặt cho chư tôn đức tăng ni tại bổn tự cũng như các chú các cụ ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng quý mến đối với quý Phật tử đã khởi lên được cái thiện niệm. Thiện niệm tức là mình đem cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình để đến mình cúng dường. Cúng là cung phụng, dường là nuôi dưỡng. Ngoài thế gian thì họ chỉ có cung phụng và nuôi dưỡng xác thân của mình thôi, ăn uống cao lương mỹ vị, lấy những động vật vô tội, mà đôi khi đó cũng là cha mẹ của mình quá khứ và vị lai, những con thú này sẽ thành Phật. Mình giết nó để mình cung phụng cái thân này. Thì không trước thì sau, không sớm thì muộn, chúng ta phải trả quả. Gieo nhân gì thì gặt quả đó. Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Khi quả đầu bệnh nó đến với chúng ta, chúng ta gào thét, tay chân quấn quýt, sợ hãi, tìm thầy tìm thuốc. Lão Phật gia Ấn Công nói, nếu đem cái tâm sợ quả đó đổi thành sợ nhân đi, khi mình ăn để cung phụng cái xác thân này, mình sợ giống như là cái quả nó đến với mình. Đem cái tâm sợ quả đó chuyển lại, đổi lại là sợ nhân, sợ nhân ác. Thì mình không, tuy rằng mình không có trực tiếp mình giết nó, nhưng mà cũng gián tiếp. Ấn Tổ nói mình đem tiền đi thuê người ta giết. Cho nên hôm nay những Phật tử đem cái đồng tiền của mình sắm sửa những cái thức ăn trai là tinh khiết, thức ăn tinh khiết, tăng là một đoàn thể thanh tịnh hòa hợp với đức trang nghiêm. Mình đem lên mình cúng dường, gieo vào trong cái ruộng phước này, gọi là cúng dường trai tăng. Cũng đồng tiền này hôm nay đám giỗ của cha của mẹ, đám cưới, học sinh nhật của mình á, mình đem đi để mình đãi nhà hàng mặn, bản thân mình ăn rồi khuyến khích người khác ăn nữa, thì trước sau mình cũng gặp nạn. Bởi vì tâm này là tâm ác. Những người mà không có thấu hiểu được nhân quả, mà không tin được cái giáo lý Phật Đà, thì không thể nào chấp nhận điều này là điều ác. Vì xã hội người ta chấp nhận,
Lẽ dĩ nhiên xã hội chấp nhận đám cưới, đám tiệc, đãi đằng, đồ mặn, nhưng mà nhân quả thì chúng ta phải trả rất là công bằng. Quý vị đồng ý chúng tôi chuyện này không? Hôm nay Vấn Nhàn có cái điều này nhắn nhủ với các bạn sen trẻ: khi lớn lên lập gia đình thì nên cái ngày vui của mình đừng có giết các loài chúng sanh vô tội để mình đãi đằng, để mình làm cái niềm vui của cái ngày mình đám cưới. Bữa có hai đứa bé, thực ra nói đứa bé vậy chắc cũng hai mấy tuổi rồi, người mẹ nói: hôm nay con nghe thầy giảng một buổi giảng, con nói hai đứa con chuẩn bị trong năm nay đám cưới mà đám cưới chay đi. Hai đứa nó cứ dùng dằn không chịu, kiểu đám cưới chay ai mà ăn, lỗ chết. Nhờ thầy khuyên mà hai đứa này nó có căn lành. Vấn Nhàn nói: lỗ Vấn Nhàn chịu cho, yên tâm đi, đã nhà hàng chay ngon, giúp cho những người khác ăn chay, cái hồng phúc của hai đứa sâu dày lắm. Tự nhiên nghe nó gật đầu nó chịu. Biết sao cái duyên chắc là cũng thân bằng với hai đứa này. Mẹ nói không nghe, sao tự nhiên Vấn Nhàn nói cái gật đầu chịu. Anh này nhìn qua cô này, cái cô này nhìn qua cười, được, chịu, hân hỷ. Nếu mà mẹ không dắt hai đứa này lên chùa nghe một buổi thuyết pháp thì không bao giờ nó khởi lên được cái thiện niệm này. Mà Vấn Nhàn gặp nói chuyện 5-10 phút, 1 tiếng, 2 tiếng gì đi nữa, ở phía dưới nó không có cái đạo tràng trang nghiêm, cái uy lực nhiếp thọ như vậy cũng khó nói. Cho nên khi quý vị ngồi mặc áo tràng trang nghiêm trong một cái chánh điện, giữ lòng cung kính, mình nghe pháp nó khác hơn là mình ngồi bên ngoài mà vừa nghe vừa nói chuyện, hoặc là không có giữ lòng thành kính, không có cái một cái đạo tràng nó trang nghiêm. Nên khi mà Vấn Nhàn bước vào trong cái đạo tràng, tự nhiên thấy cái năng lực của đại chúng từ trường nó tốt. Đêm hôm qua 1:22 nhìn lên thấy đại chúng ca đầu, thấy đông quá chừng, thấy thầy Nhuận Minh, thầy Nhuận Kiên nè ca đầu xong rồi, ca hai thấy đi ngủ hết trơn, còn ít. Nhưng mà khoảng 4:00 bắt đầu đông lại. Thôi kệ cũng được, mình cố gắng duy trì cái niệm Phật một đêm. Ngày hôm nay Vấn Nhàn vẫn tiếp tục nói đến cái thập thiện nghiệp đạo, là cái tịnh nghiệp tam phước thứ tư của nhân thiên thừa, đó là hiếu dưỡng phụ mẫu, tôn kính sư trưởng, từ tâm bất sát, làm 10 điều thiện. Cái điều thiện để mình làm khó lắm, mình làm để nó trọn vẹn cái niệm thiện đó, mà thiện ba la mật, không thấy mình làm, không thấy điều thiện đó, và không thấy người làm, gọi là tam luân không tịch đó, thì gọi thiện đó là thiện ba la mật, thiện vô lậu, khó lắm. Chỉ có đem cái điều thiện này mình làm, mình hồi hướng về cực lạc, tức thì nó trở thành tịnh nghiệp và tam luân không tịch và vô lậu ngay luôn. Vì khi mình hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, mình không còn cái đối tượng đó đền đáp cho mình, đúng không? Cũng như là anh A giúp cho chị B đó, không mong cầu để thù tạc, mà đem cái điều giúp này, điều thiện này mình hồi hướng về Cực Lạc, nó mất đi cái đối tượng là mình mong đợi người ta giúp mình, không cần. Thứ hai nữa là mình không thấy mình làm, bởi vì khi mình làm cái điều này, mục đích là mình để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, không có mong lợi dưỡng. Và cái vật làm này là Phật cho, phước đức của mình tự có, mình làm rồi nó có.
Cho nên nghĩ cho thẩm sâu vào, chư tổ nói làm bất cứ điều thiện gì đó mà không có hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, nó trở thành hữu lậu. Hữu là có, lậu là rịn chảy, cái bình nó bị nứt, nó rỉ rỉ nước ra, gọi là lậu. Cũng như hôm nay các vị cúng dường trai tăng, ngoài cái việc mình hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc của mình rồi đó, là mình hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Mà cái hồi hướng này mình hồi hướng cho 1.000 người, 1.000.000 người, giống như một cái đèn mình cho người ta mồi, 1.000.000 người, 1.000.000 người, 1.000.000 người, cái đèn mình vẫn không mất chút nào. Tổ sư Ấn Quang nói là cái công đức mà hồi hướng này nó rất là thù thắng. Mà hồi hướng về Cực Lạc nữa thì cái công đức này vô lậu. Cái buổi giảng hôm nay cố gắng lắng lòng nghe cho kỹ. Hôm nay Giác Nhàn nói đến ba cái điều này quan trọng. Cái điều thứ nhất đó là Phật lực gia trì bất khả tư nghị. Dĩ nhiên trong Phật lực đó là có pháp lực, có tăng lực, có tâm lực. Thứ hai đó là trí tuệ. Và thứ ba đó là phước báu. Ba cái điều này một người hành giả tu tịnh độ để vãng sanh phải vun vén ba cái điều này. Vun vén nghĩa là mình vun trồng, huân tập, tích lũy. Giờ lắng nghe trước cái Phật lực ha. Tất cả 84.000 pháp môn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, một đời 49 năm thuyết pháp trên 300 hội, chỉ có cái pháp môn niệm Phật gọi là pháp môn nhị lực, là tự lực và tha lực. Còn tất cả những pháp môn khác đều cậy vào tự lực mình hết. Ở đây là lời khai thị của lão Phật gia Ấn Công, Tổ sư Ấn Quang. Tự lực của mình một ngày để mình đi bộ trên đường đi không bao nhiêu cây số hết trơn, mà ngồi lên chiếc máy bay, người ta bấm nút một cái là nó bay mình qua tới Singapore, mình đi qua đèo, qua biển, qua núi gì nó đi. Trong đó Ấn Tổ gọi là ngồi lên cái chuyển Luân Thánh Vương, ngồi lên cái xe báu của các vị trời chở mình đi nhanh cấp kỳ. Cũng như quý vị từ ở dưới Sài Gòn, quý vị đi bộ lên này, mất bao nhiêu ngày đường mới lên tới Đà Lạt đúng không? Đó là tự lực mình. Còn nếu mà mình ngồi lên máy bay, nó bay 45 phút, không thì ngồi lên xe, nó chở quý vị 6-7 tiếng tới. Thì Tổ sư Ấn Quang nói là cái pháp thế gian bên ngoài, chúng ta còn phải nương vào cái tha lực bên ngoài là xe, là máy bay. Hàng ngày sinh hoạt phải ăn uống, và bắt đầu mới nhập thai cũng phải vào trong cái bụng của mẹ mình, rồi mẹ mình cũng phải ăn thức ăn, uống nước, rồi mình cũng hấp thụ cái thức ăn uống nước đó, nó nuôi cái thai bào từ từ lớn lên. Rồi khi mà sanh ra cha mẹ cũng bỏ vô trong cái nôi đúng không, rồi đắp khăn đắp đồ, chứ nếu mà sanh ra đẻ nửa giữa nền nhà cái nó chết liền à. Không có quấn khăn, không bỏ vô nôi, không có ẵm bế bồng, rồi không có lo lắng á, để không không ngoài trời chết à, đúng không? Mấy bà cụ đẻ con phải vậy không á? Ở nhà không có đẻ, không biết chuyện này. Những nhà đàn ông không có sanh nhưng mà biết cái vụ này. Thì từ khi sanh ra cũng phải nương mẹ là tha lực. Tha là bên ngoài, lực là cái sức mạnh nó làm mình được tồn tại và vươn lên. Rồi lớn lên phải cần có thầy để dạy, dầu cho là giỏi thần đồng đi nữa, qua một đời nó mê, không đi học cũng dốt, không biết chữ đâu à. Mà học thì nó giỏi. Tất
tần tật mọi thứ đều nương vào người khác hết, không thể một mình độc lập mà sống được. Khi mới sanh ra trần truồng, không có tả, không có áo, không có quần thì không thể nào tồn tại được cả. Mà trong kinh Hoa Nghiêm nói là cái này có, cái kia có, cái này sanh, cái kia sanh, cái này không, cái kia không, cái này diệt, cái kia diệt, gọi là trùng trùng duyên khởi. Lắng nghe chỗ này nha. Như vậy Văn Nhàn cảm thấu được cái lời của Tổ sư Ông Quang. Ngài nói tới nói lui gì đi nữa, Ngài nói cái pháp môn này đặc biệt là có Phật lực gia trì. Nó đặc biệt là cái chỗ Phật lực gia trì. Cho nên tất cả mọi thứ đều phải nương vào người khác hết mới tồn tại. Cũng như cái tụi ăn cướp đó, nó phải có cái bọn, băng bọn ngồi nó họp bàn với nhau, nó suy nghĩ, nó tính toán với nhau, lâu ngày nó tạo thành năng lượng, nó mới vô nó khoét vách, nó lấy tiền, lấy đồ của người ta. Khi mà bị bể ra rồi, cái là cái năng lượng nó mất rồi, kêu nó đi nó không dám đi mình nữa. Gọi rằng là ngu tầm ngu, mã tầm mã, bọn nào ra bọn đó, quýnh bài ra quýnh bài, xì ke ra xì ke, tu ra tu, ăn nhậu ra ăn nhậu, nhóm nào ra nhóm đó, gọi là cái từ trường á, cái năng lượng á, nó bảo bọc nhau. Đó là một cái tha lực, cũng là tha lực bên ngoài. Đôi khi chúng ta hiểu cái tha lực, cái gì đó nó cao siêu quá, mình không có hiểu thực tế đó. Thì Tổ sư Ấn Quang nói là chúng sanh không có cái gì không nương vào người khác, ấy thế mà riêng Phật lực lại không tin, miệt thị Phật lực, si dại điên cuồng đến thế. Hằng ngày mình chỉ tự tin vào cái khả năng của mình. Người phụ nữ lớn lên cái rồi tin vào người nam đó, giao cả thân tâm mình cho họ, họ dắt đi đâu mình đi đó, bỏ mẹ bỏ cha một cái một, rồi họ hành hạ, họ làm gì đó, họ làm mình lên bờ xuống ruộng, chịu không nổi. Đó cũng là do gì? Oan oan tương báo, nhân quả mà ra. Con gái con của người ta mới lớn lên hăm mấy tuổi, mình tới mình cưới xong về mình xài xẻ, mình đánh đập, mình chửi rủa người ta, cái tội này lớn nha. Mấy ông coi lại nghe, đáng lẽ con gái con người ta ở nhà nó báo hiếu cho cha mẹ, mình dắt đi mình phải lo cho đàng hoàng chứ sao là mình xài xẻ người ta vậy. Nói kêu mấy bà già, mấy bà già với mấy cô thấy tuổi thân rưng rưng nước mắt ha. Rừng cái gì đâu mà rừng, đời trước cũng xài xẻ họ, bên đây họ xài xẻ lại cho có gì đâu, quề vốn. Nhân quả trả vay, tơ hào không sai, ghê lắm. Nhưng mà nhìn kỹ ra đó thì những người phụ nữ bây giờ lớn lên không được một cái sự giáo dục, lời dạy của cổ thánh tiên hiền, không tròn được cái bổn phận của một người phụ nữ. Hôm qua Giác Nhàn gặp hai gia đình, một gia đình ở Cà Mau, chú hồi nãy cũng lên có quỳ cũng dường trai tăng. Hai vợ chồng vừa nghe Giác Nhàn giảng cái là đến cái câu là trong nhà muốn bình an thì đừng rang thịt chiên nấu lội chúng sanh ở trên bếp của mình đó. Đừng có chiên rang nấu xào thịt chúng sanh. Nếu mà làm như vậy thì gia đình mình nó sẽ lộn xộn. Nghe cho phát tâm ông ăn chay trường luôn. Vợ cũng ăn chay trường, cả gia đình ăn chay trường. Tuốt ở Cà Mau đợt nay lên đây xin tu một tuần. Giác Nhàn nói thì lên trên này thì nhà ở thì nó ọc ẹp, chỉ 2 sao thôi, nhưng mà tu thì 5 sao, ăn thì khoảng 3 sao. Nhưng mà ở hoài cũng không sao đâu, yên tâm. Hiểu không? Bởi vì sao ở 2 sao vậy? Bởi vì cái nhà đó nó ọt ẹp, tức là che nắng che mưa thôi, chứ nó không có nệm kim đan đồ, rồi phòng lạnh, rồi ở đây thì phòng lạnh thiên nhiên rồi, khỏi lo. Rồi đầy đủ tiện nghi như là những chùa khác thì gọi là 2 sao. Trên này rau cỏ đồ mấy thầy nấu ăn thì cũng ngon, cho nên thành ra là 3 sao.
ha. Nhưng mà tu là chánh điện trên này vô nhìn thấy Phật mạ vàng rồi trang nghiêm, lúc nào cũng có hoa tươi hết. Lên mình tùy hỷ hoa nè, tùy hỷ trái cây, mình lên mình tùy hỷ chỗ nào là nó có công đức tùy hỷ chỗ đó, gọi là năm sao. Thấy không ạ? Không phải tự khen với quý vị, vô chánh điện rồi trong nhà quý vị thấy thảm đỏ lót sạch sẽ bằng tôn thôi, mà ở trong đó tôn kính tột cùng, giúp cho mình trang nghiêm thân tướng. Giờ nói trở lại cái Phật lực, giờ ví dụ để quý vị có cái mường tượng quý vị tin. Khi mình tin được rồi nó đỡ dữ lắm. Khi mình ngáp ngáp, mình đến đường cùng rồi, mình cứ nghĩ Phật đến, thì cái tần số này nó giống như là cái đài VTV3, VTV1. Quý vị ở nhà hay mở truyền hình, quý vị thấy đúng không? Cái trạm mà phát sóng đó là cái ví dụ giống như là Phật lực. Đó là nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Ở tại thế gian này thôi, họ còn làm được một cái công nghệ khoa học để phát sóng VTV1, VTV3 ra. Mà cái làn sóng điện đó quý vị thấy không? Không thấy. Mà khi mở tivi là thấy nó nhảy múa rồi hề rồi nó nói sùm ở trong đó đó. Nhưng mà nhìn không thấy cái làn sóng điện đó. Tại đây cũng có. Mở tivi lên bắt đúng cái đài VTV1, VTV3. Bữa nay thì những cái đài đó họ chuyển qua với YouTube hết. Mở YouTube lên cái là có internet 3G, cái là nó chạy ở trên đó. Thì cái trạm trung tâm mà để nó phát sóng đó, cái đó là cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Ngài phát cái nguyện rằng khi con thành Phật, mười phương chúng sanh ánh quang minh của con phủ trùm hết mười phương pháp giới, trong đó có cõi Ta Bà. Mà ai chạm được đến ánh quang minh thì trần cấu rơi rụng, phiền não rơi rụng. Ngay chỗ này nè, ngay chúng ta đang ngồi ở đây, bất cứ chỗ nào trong mười phương pháp giới đều có ánh quang minh của Phật A Di Đà do Ngài phát cái đại nguyện này. Đó là một cái tổng đài nó phát ra cái làn sóng điện này. Nhưng mà các vị mà tu giống như là Ấn Tổ, các hàng Bồ Tát cũng như là các vị Tổ sư, Ngài Huệ Viễn đồ, thì Ngài nhìn, Ngài thấy được cái làn sóng điện đó và Ngài cảm được và Ngài niệm được danh hiệu, cũng như Ngài Huệ Viễn, Ngài thấy Phật và cảnh giới ba lần. Ngài thấy Phật A-di-đà và cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ba lần. Cái điều này không phải nói đùa và nói chuyện giống như bánh vẽ được, không phải lừa bịp thiên hạ được đâu. Mà tần số nào nó ra tần số đó. Nếu mà cái người đó họ chân thật, họ niệm Phật, họ cảm được cái tần số đó là Đức Phật A-di-đà, họ niệm Quan Âm thì họ cảm được cái tần số của Bồ Tát Quan Âm. Ở trong văn sao Ấn Tổ có kể cái câu chuyện này, lắng nghe nè. Có cái ông đó, ông bệnh quá cỡ rồi, ông bệnh ông đi thuốc Tây, thuốc Tàu, ông đi bác sĩ, ông đi thôi, ông có tiền mà ông đi hết các nơi, rồi cuối cùng cái bệnh đó không hết. Nó đau cái gì trong ruột nó cứ đau, mà rọi phim chiếu làm cái gì cũng không có hết được hết. Cuối cùng ông nghe đến người Phật tử chỉ cho ông cái bộ văn sao, ông đọc mà tổ sư nói là thường gặp nạn đau bệnh là phải niệm Quan Âm. Ông vâng lời, ông niệm Quan Âm. Đêm hôm đó ông nằm, ông thấy có một vị lương y, đó là hóa thân Bồ Tát Quan Âm, làm tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, đến nỗi sông núi Quan Âm cũng hiện hình hết, không có cái gì mà Quan Âm không hiện hình được hết. Không chỉ là 500 ứng hóa thân đâu, mà 100.000 ức ứng hóa thân thành một vị lương y là đó, Bồ Tát Quan Âm ứng thân. Để tới hỏi ông bệnh sao, rồi ông kêu sao trong cái bụng này nó đau quá ông ơi. Trong giấc mơ mà mới thiêu thiểu nằm xuống là thấy ông tới. Bắt đầu là cái ông đó, ông lấy dao ông rạch cái bụng ra, không có đau gì hết trơn á, môi hết ruột ra. Ông rửa từng chút trong đó rửa sạch sẽ hết rồi ông xếp vô lại. Xếp vô lại xong cái là gì? Sáng thức dậy hết bệnh luôn. Cái này là trong mẫu chuyện là Quan Âm cảm ứng lục, mà Ấn Tổ nói là không biết 100.000 cảm ứng, kể không thể hết. Đây gọi là Bồ Tát lực, Phật lực gia trì.
Vì sao người ta cảm được như vậy? Vì ngài tin được cái công đức danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Ngài tầm thanh cứu khổ. Tầm là tìm, thanh là âm thanh của chúng sanh nào mà đau khổ, mà niệm danh hiệu ngài là ngài tìm đến. Nhưng chúng sanh nào không niệm thì ngài không tìm đến, là bởi vì cái tần số nó không có giao thoa nhau. Cũng giống như là mình có cái điện thoại di động. Nay chú Nhật Minh ông tự nhiên bỏ điện thoại lên trên này để cho nó sáng sáng, ông quay phim cho đẹp á, nay ông nói. Thì vì sao? Bấm gì? 0909747474 vô tỉnh thất Quan Âm liền. Nhưng mà 0909747475 không vô. Hiểu không? Nó không đúng cái số của nó, không có vô. Mấy người mà niệm Phật á, Nam A Di Đà Phật, lúc đó là không vô rồi đó. Tần số nhiễu à? Nhiễu cái gì ạ? Nhiễu hôn trầm, đúng không? A Di Đà Phật, vậy là không vô rồi đó. Nhưng nó bấm không vô đúng số đó. Cho nên ông Tổ ngài dặn là từng chữ từng câu rõ ràng tất bạch phân minh, miệng niệm, tai nghe, tâm mình biết mình đang niệm Phật, niệm ở đâu để cái tâm mình ngay nơi đó. Rõ ràng phân minh, thấy nó hôn trầm là mình đứng dậy mình đi kinh hành, mình lễ liền, đừng có ngồi lì đó. Còn không thì sao? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chút nữa ra rót gạch chỗ nào đây ta? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà mình nói nó đi đi, từ mày phiền quá thôi, tao niệm Phật chứ sao mà mày cứ tới mày làm phiền tao vậy, để chút nữa rồi suy nghĩ chứ, niệm Phật rồi suy nghĩ. Nó không chịu. Nó không chịu. Bởi vì cái lực của vọng niệm nó mạnh hơn cái lực của niệm Phật, nó không nhường chỗ cho mình. Do hàng ngày mình tiếp duyên xúc cảnh, cái chuyện gì mình cũng mang vô đây, cái chuyện bà tám bà chín đâu mà heo đẻ gì cũng mang vô đây, về kể. Cái chuyện gì nó cũng đem vô cái đầu mình hết trơn, nó đầy ắp trong này rồi. Ai là toàn, Ấn Tổ nó là toàn bộ tinh thần để vào trong nhơ nhiễm tưởng, để vào trong phiền não, để vào những việc khác, cho nên không có đề khởi được câu Phật hiệu. Rồi suy nghĩ kỹ lại thử coi là cuối cùng mình đi mình có mang được cái gì không. Cho nên câu Phật hiệu khó niệm vô cùng, và câu Phật hiệu cũng dễ niệm vô cùng. Nếu biết cách thì dễ niệm lắm. Còn không biết cách, miệng mình niệm mà tâm của mình nó nghĩ thôi tơi bời, gọi là tán tâm niệm Phật. Nhưng mà tán tâm niệm Phật nó đỡ hơn là không niệm Phật. Miệng niệm Phật mà tâm nó đang tán loạn, nó không trụ được câu Phật hiệu, nó đỡ hơn là không niệm Phật để đi nói bậy. Mà không niệm cái là bắt đầu nó nghĩ bậy, nó nói bậy cho coi, nó làm linh tinh lang thang cho coi. Mà không biết trong đó nó suy nghĩ cái gì không biết, mà cái miệng mình cứ nhép nhép A Di Đà Phật, nó đỡ tạo cái ác khẩu. Nhưng mà cái người đó mà họ niệm được câu Phật hiệu, mà họ định tâm có trên câu Phật hiệu, họ niệm được công đức thù thắng. Chút nữa chúng tôi mấy hôm nay có cái cách mà chúng tôi dậy sớm, chúng tôi niệm Phật, chúng tôi thấy nó khỏe. Cũng chưa có chia sẻ với mấy thầy ở khu chuyên tu, sợ mình nói ra rồi mấy thầy thấy nó dễ dàng quá rồi, ông xem thường cũng không có hành trì. Để mấy thầy lên trên này ngồi cho nó trang nghiêm thanh tịnh để nói luôn. Bởi vì khi mình đón nhận một cái điều của người ta bằng cái lòng cung kính, mình nhớ dai lắm, mình làm theo. Còn mình hời hợt, mình thấy bình thường thì qua tay này nó lọt tay kia. Hồi nãy giờ Văn Nhàn đang nói cái chuyện Phật lực. Lắng nghe. Có nhiều người người ta nói vậy nè: ông Phật A Di Đà làm gì ở đây cách 10 muôn ức cõi có bên Tây Phương? Đức Phật Thích Ca muốn nói cái bộ kinh Di Đà đó là muốn nói tự tánh Di Đà. Làm gì có cái Tây Phương cực lạc cách đây 10 muôn ức cõi? Di tâm tịnh độ, Đức Phật muốn hiển lộ cái này, chứ không phải nói Đức Phật Di Đà bên cõi cực lạc rồi Tây Phương ở bên đây cách 10 muôn ức cõi, không có đâu. Cái này chúng tôi không dám nói tên, chứ hòa thượng đó nói chúng tôi nghe rõ luôn. Làm cái gì cái chuyện mà sằng bậy điên rồ ha? Bình thường cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái thấy mặt mũi ông đâu, rồi lúc chết rồi kêu giảng sanh, cái chuyện làm điên rồ. Ôi không biết cái vị này ông đỏ đến đâu ta.
không nghiên cứu gì về tịnh độ mà dám nói như vậy. Chính cái pháp môn tịnh độ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra, mà Ngài nói là sự lý viên dung. Lý đó là tự tánh Di Đà Di Tâm tịnh độ mà vị hòa thượng đã nói đó. Thì vị hòa thượng đó nói nó chỉ đúng trên cái mặt là lý thôi, nó chưa đúng trên mặt sự, nó chưa có viên mãn sự lý viên dung. Mình tu tịnh độ mình không có hiểu rõ cái bắt đầu, cái mình nghe cái mình bị thối chuyển mất. Nhưng tổ sư Ấn Quang nói mình tu tịnh độ là mình hỏi những vị thầy tu tịnh độ, đến đạo tràng tu tịnh độ, đọc sách tịnh độ, niệm Phật chừng nào nhất tâm bất loạn, vô niệm Phật tâm bụi rồi, nó muốn đi học cái pháp môn khác thì cứ đi, chứ chưa được chớ nên đi cầu kiến nơi khác. Mình chưa có cái sức định sâu lắng á, mình chưa có cái niềm tin bất thối chuyển với pháp môn tịnh độ, mình đụng cái là mình thối chuyển liền. Mà mấy thầy ông nói lý hay lắm, làm gì đó ngoài tâm mà có độ, làm gì ngoài tâm mà có Phật. Đó là nói cái lý nhà thiền thì đúng. Bây giờ nhà thiền họ tu bằng cái con đường trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, bất lập văn tự giáo ngoại biệt triền, đi vào con đường chân tâm thường trụ của mình Phật tánh á, bằng con đường chân không, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, ý niệm Phật khởi lên cũng là vọng tưởng, họ không chấp nhận. Thì đi con đường, đi vào bằng con đường chân không á, họ tu thiền đúng. Nhưng mà Ấn Tổ nói là thời đại hôm nay mà tìm cái người mà để ngộ được tâm tánh gọi là triệt ngộ, tìm như lông rùa sừng thỏ còn không khó lắm, không có đó, đừng nói chứng. Chứng nó còn khó hơn nữa, mà tìm bây thời bây giờ mà chứng A-la-hán thì thôi, khó lắm, không có. Như vậy mình biết rằng cái pháp môn niệm Phật là xử lý viên dung, và tu pháp môn niệm Phật là họ đi vào cái chân tâm bằng cái con đường diệu hữu. Diệu hữu là cái gì? Câu Nam Mô Di Đà Phật là diệu hữu. Vì sao nó gọi là diệu hữu vậy? Vì đó là cái quả giác của Phật A Di Đà tu đã thành rồi. Bao nhiêu cái nguyện lực, bao nhiêu cái công đức, bao nhiêu cái thọ mạng của Phật Ngài dồn chứa trong đó hết. Cho nên Ấn Tổ, hồi sáng chúng tôi ăn cơm Ngài mở văn sao ra nghe, Ngài nói cái câu Nam Mô Di Đà Phật nó là một cái pháp tổng trì. Bởi vì tổng trì tức là A Già Đà, A Già Đà là tổng trì, là gì? Là phổ sanh. Tức là cái pháp môn này nó độ chúng sanh trong chín pháp giới, từ Bồ Tát cho đến địa ngục, cho nên gọi là phổ sanh. Phổ là rộng rãi, là phổ quát. Sanh là từ hàng Bồ Tát cho đến địa ngục đều không ra khỏi pháp này. Nếu muốn để thành tựu một đời thì Ấn Tổ mới nói là cửu giới chúng sanh bỏ đường tắt Tây Phương khó tròn nên quả giác. Mười phương chư Phật rời cửa màu tịnh độ, khó độ khắp hồng mê. Hai cái câu này chúng tôi làm thành cái bản rất là trân trọng, để chính giữa. Một bên là Ấn Tổ, bên là Hòa Thượng Tịnh Không, treo trên cái vách ở trong phòng chúng tôi. Câu này nó viên mãn. Cho nên cái pháp môn tịnh độ á, là tự lực của mình đó, là mình biết rằng mình có tự tánh Di Đà Di Tâm tịnh độ, mà hôm bữa chúng tôi nói là tánh đức. Ấn Tổ gọi dùng danh từ gọi là tánh đức, vì cái tánh của mình nó đầy đủ hết công đức ở trong, nhưng mà mình chưa có khai thác nó được. Mà muốn khai thác cái tánh đức này để cho nó hiển lộ ra tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp á, thì phải tu đức. Mà trong tất cả cái tu đức chỉ có lấy cái vạn đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật á, mình tu á thì nó nhanh nhất, nó hiển lộ ra nhanh nhất. Nhưng mà điều mình không có tinh thần để mình tập trung, để toàn tâm lên đó, mình để vào những cái chuyện khác, cho nên nó chưa có hiển lộ được cái tánh đức của mình. Nếu mà không có Phật lực gia trì thì người này không thể vãng sanh được.
Bởi vì khi mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà xuống tận nơi gặp chúng ta, mà Ngài dùng cái thần lực, Ngài nhiếp thọ cái tâm thức của mình đó, đi vào ở trong cái bông sen đó, vô trong cái liên thai đó, mà đòi hỏi cái tâm thức của mình đó, nó phải là tương ưng với cái hoa sen đó. Dĩ nhiên đó không phải là hoàn thiện hết 100%, nó còn cái nghiệp xấu ác, nhưng mà cái nghiệp thiện, cái nghiệp tịnh nghiệp đó, nó chiếm ưu thế. Và câu Phật hiệu cảm được với cái nguyện lực của Ngài, mình vào trong cái liên thai đó. Thì khi mà mình vào trong cái liên thai đó đó, Ngài nhiếp thọ đem về Tây Phương Cực Lạc, đây gọi là Phật lực. Tin điều này. Còn không thì chúng ta phải vào trong thai bào cha mẹ nữa thôi. Mà vào trong thai bào cha mẹ là tu giỏi lắm á. Phải giữ năm giới trọn vẹn á, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu, phải giữ được 10 điểm á. Thì quý vị còn cái phước để làm người. Còn không á thì nó rớt xuống làm súc sanh mất à. Một đời không bằng một đời, đời này làm người, đời sau làm súc sanh. Hoặc giả làm người mình hưởng phước không biết bố thí cúng dường, nó vô trong nhà bằng cùng, lớn lên để làm thê ở mướn cho người ta đi bán giấy số. Mà có người nhiều người giấy số cũng khá lắm á nha. Bữa có cái cô bán giấy số để dành 5-6 cây vàng luôn á. Có đi xuống khu chuyên tu cô ở trong đó, xong rồi cô đưa chúng tôi đi ăn kinh. Bán giấy số mà cũng để dành dụm có tiền. Cho nên Phật lực gia trì, chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối có Phật lực gia trì. Mắt phàm không thấy, cũng như cái làn sóng điển mở VTV3, VTV1 ra nhìn không thấy làn sóng điển, mà mở TV ra là TV thấy. Mà TV đó nó mờ, nó cũ, nó hư rồi thì mở không lên. Cũng vậy. Vì sao người đó cảm ứng cái ông đó, ông được Bồ Tát Quan Âm hiện thành cái ông lương y, mổ bụng ông ra rửa sạch sẽ rồi để vô, còn mình bệnh rề mà niệm hoài mà chưa có được Quan Âm tới vậy? Phải Quan Âm thiên vị không? Quan Âm có vấn đề không? Hay là mình có vấn đề? Mình có vấn đề mất rồi. Vấn đề gì vậy? Vấn đề là tính tâm chưa kiên định. Thứ hai nữa, lòng thành chưa đến tột cùng. Và niệm danh hiệu Quan Âm nó chưa có xuyên suốt liên tục, cho nên chưa cảm ứng được. Cho nên trong cái câu mà mình nghe là gì? Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch, cảm ứng đạo giao, năng tư nghì là không thể nghĩ bàn. Năng niệm, sở niệm, tánh không tịch, cảm ứng đạo giao, khó thể nghĩ bàn. Bây giờ nói cái chuyện cảm ứng ngoài thế gian chút xíu, quý vị hiểu. Cô đó con mới lớn lên rồi, ở nhà muốn phụng dưỡng cha mẹ thôi. Rồi cha mẹ thấy cái gia đình đó cũng môn đăng hộ đối, dắt anh chàng trai đã tới giới thiệu. Bước đầu cô này cũng chưa có ý niệm gì hết, cô kêu thôi con không muốn có chồng đâu, con ở nhà lo cho cha mẹ cho rồi. Cái năn nỉ miết, cái nói chuyện ha. Rồi anh chàng này cứ bắt đầu tới, cứ nói chuyện rồi mua quà, mua cáp tặng. Rồi từ từ lâu ngày cái bắt đầu hai cái tinh thần bắt đầu nó giao thoa với nhau. Giao thoa bắt đầu ra cảm ứng cái đám cưới, đúng không? Cảm ứng tức là hai người gặp nhau. Cảm là năng, là người này nè. Ứng là đối tượng gặp nhau. Cũng vậy. Bây giờ mình nhận mình là con của Đức Phật A Di Đà là năng cảm, và Đức Phật A Di Đà là sở ứng. Danh từ chuyên môn nhà Phật gọi là năng cảm và sở ứng. Sở ứng nó có sẵn rồi, giống như cái trạm mà nó phát đài VTV3, giống như cái trạm của Viettel nó đặt cái sóng chỗ đó đó, mình có điện thoại mở là nó lên thôi, bấm số là gọi được thôi. Cái trạm nó có sẵn rồi, nó thiết lập sẵn rồi. Bây giờ mình chỉ bật cái tín hiệu lên cảm thôi. Cảm làm sao cho đúng cái tín hiệu đó. Mà muốn cảm cho đúng cái tín hiệu đó là cái câu Phật hiệu đó, là mình phải niệm làm sao nó phải tương ứng với cái tâm của Ngài. Dĩ nhiên là tương ứng 100% mình thành Phật để mới cảm được Ngài á, thì cái chuyện đó nó khó. Mà riêng pháp môn Tịnh Độ, Ngài vũ lòng đại từ bi, chỉ có hàng ngày siêng năng niệm Phật muốn về cõi nước Ngài, nhưng mà còn những cái nghiệp tham sân si á, nó còn ở trong đó, nhưng mà nó không có giấy khởi được, nó không có làm chủ được,
nó không có chủ động được. Mà câu Phật hiệu là chủ động, câu Phật hiệu đề khởi chủ động. Và những điều thiện trong tâm mình là chủ động, chứ không có điều ác chủ động được nữa, thì người này về được. Còn nếu mà người này mà muốn về nhưng mà niệm ác ở trong nó chủ động, câu Phật hiệu không chủ động, cũng không thể về được. Mà muốn về đó là tín nguyện. Tín là mình tin có Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà cách đây 10 ức cõi, đó là tín sự. Tín lý đó là tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ mình có sẵn. Nếu mà sự lý này mà mình tin viên dung á, tức là mình nghĩ là mình là có Phật tánh, nhưng mà cái Phật tánh này á, giống như là mây á, nó che cái ánh trăng, che cái ánh mặt trời. Vừa rồi ở khu chuyên tu ở ngày 15, 16 trăng lên đẹp quá, ra nhìn cái hồ nước chỗ cái nhà thủy tạ, ánh trăng nó rọi xuống, không có một áng mây nào che, trong vắt. Thì ánh trăng đó tượng trưng cho Phật lực, nó chiếu xuống từng cái ao, từng cái hồ. Mà cái ao, cái hồ này nếu mà nước đục đó, nó không có thấy. Cũng vậy, Phật lực gia trì mà nếu tâm người đó bị vẩn đục do tham sân si á, do tài sắc danh thực thì nó làm hoang ố á, do ngủ ấm á, là sắc thọ tưởng hành thức nó che, giống như cái áng mây nó che, cũng giống như là nước nó đục rồi thì không chiếu vô được. Ngàn sông có nước, ngàn trăng soi, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Câu này là sâu lắm. Trăng trên trời vẫn hiện hiện soi chiếu xuống, không có từ chối một cái hồ nào hết. Không phải cái hồ này lớn chiếu, còn cái hồ kia nhỏ không chiếu. Một chén nước cũng có cái tánh trăng trong đó luôn. Đó là pháp thế gian mà nó bình đẳng như thế. Cũng vậy, Phật từ lực gia trì tất cả chúng sanh trong 10 phương pháp giới bình đẳng giống nhau. Tâm Ngài là bình đẳng rồi, nhưng mà tâm chúng sanh vẫn đục khác nhau, cho nên cảm ứng khác nhau. Lắng nghe chỗ này nè. Một cái đốm lửa hột quẹt mình chẹt lên cái, mình liện vào trong một cái đống lửa khổng lồ lớn, thì cái lửa diêm quẹt này nè với lửa của cái đống lửa nó hòa với nhau, thì mình không có phân biệt được đâu là lửa diêm quẹt đâu, bởi vì nó hòa với nhau à. Cũng vậy, cái tâm lực mình nhỏ nhoi, nó không có đủ được cái tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông, nhưng mà nó lé lên một cái đốm lửa, đó là tin có Phật lực, tin có Tây Phương Cực Lạc, tin có là mình lúc vãng sanh Đức Phật A Di Đà cầm đài vàng xuống mà chắc chắn mình có phần. Niềm tin này cứ nhen nhúng hàng ngày, tụng kinh A Di Đà, tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật cứ nhen nhúng từ từ là mình đem cái đốm lửa trong tâm mình giống như diêm quẹt á, mình liện vào trong cái đốm lửa lớn, là mình đem cái nguyện lực nhỏ nhoi của mình á, để gì? Mình bỏ vào trong cái biển nguyện của Đức Phật A Di Đà để mình về Tây Phương Cực Lạc. Mà khi mà cái tâm lực của mình á, mà mình cái nguyện lực của mình mà hòa được với cái nguyện lực của Phật á, thì hai cái nguyện này nó sẽ tương thông với nhau. Mà Ấn Tổ nói là một câu niệm Phật, cái này là gì? Niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật, tức là niệm nào của họ cũng là niệm Phật hết. Hằng ngày họ không có niệm Phật, nhưng mà tâm họ khởi lên làm thiện, mà thiện không dính mắc, để họ gì? Họ hồi hướng cái công đức về Tây Phương Cực Lạc. Tuy rằng không thấy họ niệm Phật, nhưng mà gì? Nhưng mà họ làm việc thiện, đó là việc thiện ba la mật, tâm họ tương ứng với tâm Phật. Sau khi việc thiện xong rồi họ quên, họ quay lại câu Phật hiệu. Việc chưa tới họ cũng không suy nghĩ nữa, an trụ vô câu Phật hiệu. Tới đâu tới? Có Phật lực gia trì. Bữa có con bé, hai vợ chồng vô đây, bởi vì có đứa con nó chết sớm, mới có 8 tuổi nó chết à. Lo lắng suy nghĩ hai vợ chồng, chồng người đi làm mướn, vợ bán nước mía, lo đủ thứ hết, tính toán vài bữa con mình lớn phải cất nhà làm sao, làm đủ thứ để trên mập. Rồi vô trong này để cầu siêu cho nó. Có nghe cái câu này, tự nhiên mà tâm đắc, hai đứa này cũng còn 25 tuổi. Nghe câu gì? Mình tính không bằng trời tính, trời tính không bằng Phật tính. Cái phước của con người mình nó nhỏ hẹp dữ lắm, mà tính cho bản thân mình không à,
mà nghĩ mình mà quên người, mà không vì người, mà hại người, mà vì mình nữa, đây là niệm ác. Nó hết phước nhanh lắm. Quý vị để ý cái người mà họ giao tiếp, cái họ chỉ nói ra vòng vòng chập cái là có mưu mô, có âm mưu là để lợi cho mình á, là người này phước họ kém dữ lắm. Còn cái người mà khi đến một cái họ xả thân ra, muốn cái gì họ lo cho mình, giúp cho mình trong khả năng họ có, họ vì người khác không, thì con người này giao tiếp không tính lợi mình, vì lợi mình là cái ý mưu đồ. Mà chúng sanh thì ích kỷ, thường giao tiếp là phải lợi mình, nó hết phước mất. Đúng thiệt, mình tính không bằng trời tính. Tính đã đời luôn, ban đêm không ngủ lo, tính đã đời luôn. Sáng cái bàn cái đầu nó bạc, có cái câu chuyện đó, đêm mà tóc đen, tính đến sáng đầu bạc trắng. Cuối cùng ra cũng không làm gì được hết trơn, suy nghĩ tính toán mưu mô, tâm lực không còn để mà đặt vào trong cái công việc nữa. Thôi bây giờ niệm Phật đi. Phật tính là sao quý vị? Cái công đức Phật lực đó nó uyển chuyển. Và trong cái công đức Phật lực đó có cái trí tuệ để nó giúp cho mình. Cái này cái người niệm Phật họ mới tin được, cái người không niệm Phật họ tâm không tin đâu. Nhất là anh em chúng tôi người tu sĩ mà học tiến sĩ, một bụng giáo lý trong đó nữa thì thôi, đố mà tin cầu Phật hiệu. Bây giờ chúng tôi biết lúc trước học kinh đủ thứ loại kinh, kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già, kinh Di Ma, rồi kinh Tứ Thập Niệm Chương, đủ thứ kinh hết trơn, mà bây giờ niệm một câu Phật hiệu không niệm được, sở chi chướng nó phá mất. Cho nên Ấn Tổ mới nói là cái người mà họ không có biết gì đến cái tá dược của cái câu A Di Đà Phật, là gọi là thuốc A Già Đà, họ không biết cái tá dược, tức là họ không biết cái nguồn gốc mà có Phật Di Đà phát nguyện 48 lời nguyện, mà họ cứ trầm hâm, họ lo, họ niệm Phật đi, thì cũng như cái người bệnh á, mà người ta không biết được cái tá dược của viên thuốc đó mà họ cứ lo họ uống thì cũng hết, họ cũng hết bệnh. Cũng vậy, cái người niệm câu Phật hiệu họ không biết được cái nguồn gốc của câu Phật hiệu ra sao, Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện như thế nào, mà họ cứ chân thật họ niệm Phật thì họ cũng trừ được cái bệnh trầm kha sanh tử. Ông Tổ nói cái chỗ này hay. Còn cái người mà họ biết được cái tá dược của họ, học xong rồi họ biết rồi, họ niệm Phật nó có chuyển được cái bệnh trầm kha sanh tử, cái thuốc nó vô trong người, trong tâm họ chuyển, họ thấy nó có họ lợi ích như thế nào đó, họ giới thiệu cho người khác, thì cái người này tự lợi lợi tha, nó rất là viên mãn. Nhưng mà cái người mà họ niệm Phật cái lúc mà họ vãng sanh, họ cũng để lại cái biểu pháp lợi tha, cũng là viên mãn. Quý vị có hiểu là cái người đó không biết được cái tá dược của viên thuốc mà người ta uống vẫn hết bệnh đúng không? Uống đều đặn là hết bệnh thôi. Cũng vậy, người đó người ta dốt nát, người ta không biết được cái gì về cái câu Phật hiệu, cái nguồn gốc xuất xứ ra sao, mà Phật tán thán nó như thế nào, mà họ cứ trầm hâm họ niệm Phật riết, gọi là Ấn Tổ gọi là kẻ làm ngu phụ á, cuối cùng cũng được Phật lực gia trì đưa về Tây Phương Cực Lạc. Hôm bữa có mấy cô bên Anh, mấy cô bên Anh cái tuần trước cô về đó, cô gọi điện cho gặp một cái cô bên Anh nói chuyện. Mới 1-2 giờ khuya, cô kêu bạn về khi nào gặp thầy Vánh Nhàn gọi cho tôi bất cứ giờ nào tôi nói chuyện. Thì gặp cổ một cái cô nói: thôi con mừng quá, con nhờ thầy nói được pháp môn Tịnh Độ, con niệm Phật, con trì đại bi, mà lúc Tết thầy nói Phật Di Đà là cha của mình, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí là mẹ của mình, sao mà con mừng quá. Thôi nay con có cha có mẹ rồi, Y như là có nhận cha mẹ thiệt vậy đó. Hiểu chỗ này không? Có gì con kêu cha kêu mẹ, mà con để cái hình thầy với định hình hòa thượng Tịnh Không, ngày nào con lại kêu ý, đừng có lại thầy, lại hòa thượng, lại Phật đi. Kêu không, con lại thầy á. Cái mình cũng ngại, kêu thôi, không có cho lại. Bởi vì là họ nghe cái là họ thấu hiểu, họ thấy cái cõi này nó khổ quá rồi. Mình lầm lỡ, mình chui vô, mình nhận cái thai bào là cha mẹ mình, vô cái địa ngục máu, hên cha mẹ mình cũng chưa có phá thai giết mình, nó hên quá rồi, lỡ lầm đường rồi, bây giờ mình biết con đường khác rồi, là mình phải vô cái liên thai thôi. Mà cái liên thai này không phải là phàm phu người phụ nữ, nhưng mình không vô được, điều mình chịu vô hay không thôi, mình chịu về hay không thôi, mình chịu nhận cha mình là Đức Phật A Di Đà hay không thôi.
cái lý mà kêu là nhận cha là Đức Phật Di Đà, nhận mẹ là Quan Âm Bồ Tát, để nó có cái sự gần gũi thân thương. Cha mẹ mà, cha mẹ con cái là thân thương nhất thôi, không có cái gì thân thương bằng, vợ chồng cũng không bằng đâu. Vì mình ở trong người mẹ mình ra mà. Bữa có cái ông đó, ông lên ông gặp chắc cũng 70 tuổi rồi đó. Ông lên ông quỳ mà hai hàng nước mắt ông chảy ra, ông lấy cái chân của chúng tôi, ông cúi xuống rồi ông lấy cái chân chúng tôi, ông để lên đầu mình, giờ sợ quá mình giật lại. Mà ông cứ kéo cái chân ông để lên đầu ông á. Họ ông làm cái gì vậy? Cái trời ơi. Không biết cái ngôn ngữ gì để nói nữa. Nghe cái miệng thầy là con ăn chay, mà từ khi con ăn chay là con hết bệnh. Con niệm Phật con bớt cãi lộn với vợ con. Nhiều đó thôi mà con thấy nó sung sướng cuộc đời con rồi. Đợt này con lên con nói làm sao con để cái chân của con của thầy lên cái đầu con á. Cái ông làm gì mà ông trả ơn cái gì mà kỳ vậy? Bây giờ ông biết ơn của thầy là ông về Cực Lạc, ông biểu pháp ông dẫn sanh trước đi. Ông kêu quyết phải về thôi, ông nói về trên, không biết đường đi thôi chứ biết đi là phải lo đi đi chứ. Mà cái tâm lực của ông nó mạnh dữ lắm, nó tác động vô trong cái tâm của mình á. Thế cái những người mà người ta hành trì, người ta nói á, mà mình cũng hành trì, mình thích về Cực Lạc, nó chạm nhau. Đây cũng là một cái loại cảm ứng, đây cũng là loại tha lực này. Nếu mà nó không có đùng tần số, mình ngồi buồn ngủ, mình ngán, mình đi ra. Phật lực bất khả tư nghị. Ông đó buổi sáng ông lễ Phật, gọi là canh khuya đảnh lễ Phật Di Đà. Trước mặt gương Nga rọi đúng tầm, trước mặt ổng là Phật A-di-đà. Giác tánh bên này sông rực chiếu, đây là năng cảm nè. Hồn nhiên trực nhận Phật bên ngoài, tức là trong tâm. Hồn nhiên trực nhận Phật là tâm, tâm tức Phật, hai là một. Cái này ổng nói đến xử lý viên dung. Mà riêng cái pháp môn tịnh độ, pháp lực và Phật lực là một. Câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là gọi là pháp lực. Một niệm tâm tham nhiễm tưởng gọi là tham ái cũng là gì? Pháp lực. Mà pháp lực đó là pháp lực của thế gian, nó nhận chìm mình xuống khổ đau. Gọi là pháp thế gian, nó có cái năng lực của nó. Và cái năng lực của nó bảo bọc cái tâm của mình, nó tạo thành cảnh giới. Nếu mà tham mà nặng, đây là cái nhân của ngạ quỷ rồi. Và cái đây cũng là một cái pháp, mà cái pháp thế gian, đây gọi là pháp lực, mà pháp lực của thế gian. Như bà Thanh Đề, nó bảo bọc cái tâm của bà, vừa hỷ bán tam bảo, vừa tham lam, cho nên thành ra vừa sân hận bực tức hỷ bán chư tăng nữa, cho nên hai cái tội này mà nó xuống địa ngục. Đây cái pháp lực của thế gian, nó bảo bọc, nó đưa mình đi. Còn nếu mà mình cảm được cái pháp lực của Phật thì tâm mình an vui. Cho nên cái pháp lực của pháp môn tịnh độ đó, là trong câu Phật hiệu, là danh hiệu của Ngài, nó có cái từ trường, cái từ lực của Phật gia trì trong đó. Cho nên cái câu A Di Đà Phật, cái câu Nam Mô A Di Đà Phật mà treo cái chỗ đó, cứ đi qua niệm câu, đi lại niệm câu, cái chỗ đó từ từ cây nó mọc, nó xanh tươi lên. Có cái vị thầy dưới Madagui á, ông mở câu Phật hiệu, mở kinh Di Đà, mở chú Đại Bi, cây cối xong nó xanh tươi sen rồi nó mọc quá trời. Cái ông đi Mỹ xong ông giao mấy đệ tử ở nhà nó không có mở đi chơi, cuối cùng về cây nó heo eo hết trơn mà nhìn không có xanh tươi, không có sinh khí. Ông về ông kêu, tao kêu tụi bay sao mà ở nhà là mở kinh mở đồ cho cây nó nghe mà sao tụi bay không mở vậy? Cây cối nó còn cảm được cái câu Phật hiệu, huống chi con người của mình. Vì sao con người mình không cảm được câu Phật hiệu, và họ niệm Phật mà vẫn không cảm được câu Phật hiệu? Vì cái tâm của họ có sự ngăn cách. Vì sao cái tâm họ có sự ngăn cách? Họ tính toán mua mô lợi danh, được thua còn mất, nó đầy ắp trong tâm họ, họ gỡ không có ra. Gọi là tâm này tạo nghiệp, tâm này không chuyển được nghiệp, nghiệp nó trói buộc lại tâm, chịu không nổi. Gỡ từ từ ra, lấy câu Phật hiệu để vô trong đó từ từ, gỡ từ từ ra. Gỡ khi nào? Bọn phàm phu của mình là phải 8 đến 10 năm mà phải buông vạn duyên à. Buông vạn duyên không phải là không có làm gì hết,
mà làm toàn tâm chú tâm vô làm, làm xong rồi quên nó đi, chưa tới đừng nghĩ nó nữa, bỏ nó qua một bên, bỏ vô hộp khóa đóng để nó một bên. Phải nghĩ điều này, phải canh cánh điều này, mà bước đầu mình canh cánh nhưng mà cứ bám, bây giờ cái lực đó nó mạnh quá mà mình suy nghĩ được điều này, từ từ nó sẽ giang, nó sẽ giang ra. Quý vị có cái tâm trạng mà tâm rỗng rang chỉ để câu Phật hiệu, không có ý niệm gì khởi lên, quý vị có cảm giác được cái tâm trạng đó không? Gì sướng bằng. Nói những cái điều này, những người mà không để câu Phật hiệu trong đó toàn tâm không có cảm giác này, toàn tâm chỉ là phiền não vọng tưởng, sằng bậy, tính toán mô mô, không có phước báu được làm được cái gì đâu trong đó mà mô mô tính toán. Mà dẫu cho có đi nữa thì nó cũng dính vô gì? Danh văn lợi dưỡng. Có cái ông đó, ông gửi thư đến, ông nói con khổ quá đi, thầy có cái cách gì thầy giúp cho con bớt khổ không? Lắng nghe nè nghe. Ông tổ mới hỏi là ông khổ về cái gì vậy? Cõi đời này nó có hai cái điều gây cho ông khổ. Thứ nhất là sắc, thứ hai là tài. Ông khổ vì sắc hay vì tài? Nếu mà vì tài đó, ông coi cái người dưới mình hèn hơn mình vẫn có địa vị hơn họ mà. Tiền của nó được cái gì đâu mà ông phải suy nghĩ về nó nhiều quá vậy? Hơn thua tranh giành được mất gì? Cái đồng tiền là một tờ giấy, nó ước định trong nhân gian này để mà nó sinh hoạt, vật đổi vật cho làm gì mà ông khổ nó vì tiền dữ vậy? Hả, ông vì sắc, có vợ rồi bắt đầu ông muốn lan chạ vợ khác, rồi ông vì vợ mà ông không có biết ông kiêng nằm như kiêng dè giống như khách, mà ông phải gì, ông tự phải sinh hoạt nhiều rồi ông không giữ được cái tinh lực con người của ông, rồi ông bệnh cũng vì cái chuyện đó. Bác sĩ không nói chuyện này đâu, tới khám bệnh cho thuốc đi, không bao giờ bác sĩ ông y tây y cũng nói với cái chuyện ông về kiêng ăn nằm, không có ai nói chuyện này, cho nên lão tăng này phải nói cái gốc từ cái chỗ này. Tinh khí thần là ba vật quý nhất của trời đất, của con người, mà ông làm tổn hết rồi. Thần thì ông nghĩ miên man, không định thần được trên câu Phật hiệu. Khí lực hàng ngày cứ nói, không bao giờ hít thở vô. Tinh lực thì về ăn nằm nữa. Tôi hỏi làm sao cái xác thân ông thọ mạng ông còn? Trời, cái lão tăng này, lão Phật gia này hết lòng từ bi cho với chúng sanh rồi. Hết lòng từ bi rồi, dùng hết tâm từ bi để nói với chúng sanh rồi, mà chúng sanh không nghe nữa thì khổ ráng chịu thôi. Giờ sao? Hai cái việc gì sắc gì tài mà ông phải đấm ông chết. Xưa nay bao nhiêu anh hùng hào kiệt chết vì cái chuyện này. Ông Ngô Phù Sai là vua nước Ngô, khi ông đánh nước Sở với nước Việt gục xuống rồi, ông làm bá chủ rồi á ngang, ăn hưởng, cuối cùng ông phạm lãi, ông biết ông này đất nước được bình yên rồi, bây giờ bắt đầu hưởng, tâm phàm mà làm gì tránh khỏi chuyện này. Ông mới kêu ông Ngô Việt Vương là vua nước Ngô, vua nước Việt á, ông Việt Vương Ngô nước Việt là ông mang nữ sắc qua cho ổng để cám dỗ cho ổng, cứ đấm trong đó xong rồi ổng không lo luyện binh lưỡng tiếng là mình ra mình đánh được ổng à. Cuối cùng mang tay thi mang qua đưa cho ông vua nước Ngô. Khi mà ông thấy tay thi một cái là thôi, tay chân ông run rẩy hết rồi. Nhỏ này nó đẹp kinh khủng, gọi là chim sa cá lặn, chim mới bay trên trời mà thấy tay thi nó đơ cánh nó rớt liền. bữa trong cái sử liệu đó như là chim sa. Còn nếu mà ra mà giặt đồ mà anh thanh niên mà cứ ngồi mà cỏ mà ngồi bờ suối mà giặt đồ mà cá nó thấy cỏ cái là đơ hết bơi được, nó lặn luôn, gọi là chim sa cá lặn. Nó đẹp đến mức độ mà bà càng cười, bà càng khóc nó càng đẹp. Đời trước chắc cúng dường hoa cho Phật hay làm gì mà đẹp dữ ta. Gặp ông vua nước Ngô cái ông đấm sắt trong đó xong, ông không lo luyện binh luyện tướng, quên nước cái rồi nước Việt qua để chiếm mất. Thì ông tổ nói thời bao nhiêu anh hùng hào kiệt vua chúa có ông nào sống thọ đâu, nhiều thê nhiều thiếp. Thứ hai nữa là gì? Phải gì? Không thể thoát khỏi cái tâm ái dục này.
Cho ông Tổ nói có hai cái điều đó, sắc với tài nó hại. Và hai cái điều nó là thuận với nghịch. Vợ mình thuận thì mình vui vẻ, nghịch cái là gì? Mình buồn phiền. Mà cái vui trong đó cũng là vui trong ngũ dục khổ nạn khổ đau. Bây giờ ông chân thật ông niệm Phật đi, rồi ông muốn về với Phật. Còn cái chuyện vui buồn khổ đau sung sướng ở đây nó là giả, ông đừng có quan tâm đến nó nữa. Bây giờ cái mục tiêu là mình đi về Phật. Ông niệm Phật, ông về với Phật đi. Mình ở đây láng chán, mình khổ quá rồi, thôi bên về mình quay đầu lại, mình tìm đường mình về với Phật đi. Không biết đường đi thôi, cho biết đường là mạnh ai nó về, đi về đi. Cái lời của Ngài nói nó thấm thiết. Hồi nãy có cái cô đó, cô lên, cô nói từ khi mà 2018 nhận được cái cuốn Văn Sao, hai cuốn tục tam biên đầu tiên Thầy in, 474 lá thư, cô về cô viết, đọc từng lá thư trong đêm khuya, cô viết 2, 4, 6, 8 cái cuốn này, hết một bộ Văn Sao tam biên. Trong này có ai viết được lá nào? Hết viết hết 474 cái lá thư ở trong bộ tam biên. Cô nói khi mà viết nó thú vị làm sao đâu. Chúng tôi phục cô này, chúng tôi chưa làm được. Đang ở lang thang không có nhà nương ở. Có người người ta tới xong người ta thấy, người ta cảm, người ta mua miếng đất người ta cho, rồi có người cho tiền cho đồ, bắt đầu có cái chòi, có cái nhà ở, hàng ngày niệm Phật viết Văn Sao. Từ hôm bữa đầu năm đến bây giờ in bộ Văn Sao, thấy cô này hết lòng với bộ Văn Sao, viết toàn bộ 474 cái lá thư ra, 8 cái cuốn tập. Mà viết cái chỗ nào mà cái đề, tự đề đó, viết chữ màu đỏ. Người ta học quá, người ta phải như vậy. Chúng tôi thì viết những cái câu nào mà Ngài nói á, xuất sắc các chúng tôi ghi ra ngoài. Cũng giống như Ngài nói là con bò mà uống nước nó thành sữa, mà con rắn uống nước nó thành nọc độc. Ngài nói cái câu này nó hay. Cũng là nước mà cái tâm con rắn nó độc quá, cho nên uống vô nó thành gì? Thì chất độc. Con người mà ác quá, họ không có chuyển ác hành thiện, họ niệm Phật thì giống như rắn uống nước. Hoặc họ coi kinh Phật đó, giống như rắn uống nước. Nếu họ không có chuyển được cái tâm ác tâm tà của họ đó, nếu mà họ chuyển được rồi thì giống như con bò nó uống nước thành sữa. Học đào giáo pháp cái là có tác dụng liền. Pháp lực bất khả tư nghì, chúng sanh tâm lực bất khả tư nghì. Nếu mà tâm lực chúng sanh mà để trên cái pháp lực câu Nam Mô Di Đà Phật, để lên cái pháp lực Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, để lên cái pháp lực chú Đại Bi á, thì nó khởi tác dụng bất khả tư nghì. Mà lỡ cái tâm lực chúng sanh mà để lên cái pháp nhơ nhiễm tưởng tham sân si ái nhiễm tâm dâm á, thì nó tạo không biết bao nhiêu là tội lỗi. Và cái tội này nếu mà hư không mười phương pháp giới có chỗ chứa, mà tội có hình tướng thì chứa cũng không hết. Kinh khủng không? Cho nên mới nói tâm lực chúng sanh bất khả tư nghì, nghiệp lực nó cũng bất khả tư nghì. Nói mà cái chuyện sát sanh là bữa nay thôi, nó lấy một chiếc thuyền thiệt to, cái nó bung cái lưới ra, họ kéo một cái không biết bao nhiêu trăm ngàn tấn cá. Mình thì gì, chỉ quăng cái lưới mà kéo bằng tay phải không? Họ kéo chiếc thuyền nhỏ nhỏ phải không? Mình suy nghĩ ra nó kéo một cái chiếc thuyền, nó bung cái lưới lên một cái không biết bao nhiêu tấn cá. Tâm lực tạo nghiệp ác kinh khủng thiệt. Bò mà nó treo chân lên cái nó làm rẹt đứt đầu, nó mổ nó làm trong mấy thiết là nhanh, mang ra ở ngoài những cái chỗ nó bán tươi mà ngon dễ sợ. Nó ngon vậy là không phải nhăn thèm, nhưng mà nói những người mà mê thịt là nhìn vô là thấy thôi, nó còn đỏ tươi à, đỏ ao, có máu rỉ rỉ trong đó nữa. Nó làm sao hay thiệt. Đúng rồi, tâm lực chúng sanh mà ác thì bất khả tư nghì. Mà nếu mà thiện nữa thì thôi bất khả tư nghì. Nhưng mà thiện và ác đó nó phải có môi trường. Môi trường thiện thì phải vào môi trường thiện để nó huân tập, nó hàm dưỡng trong đó. Ba cái ngôi báu bất khả tư nghì là Phật, Pháp và Tăng. Ấn Tổ gọi là Phật lực, Pháp lực và Tăng lực. Hòa Thượng Nhất Hạnh gọi là Tăng Thân. Tăng Thân tức là một cái tăng đoàn thanh tịnh. Và Tăng Thân đó
những người ở chung với mình giống như một phần trong thân thể mình, thấy bạn đã bệnh, thấy thầy đã bệnh, thấy chú đã bệnh, thấy cụ đã bệnh, giống như cái tay mình đang đau, mình phải lo, mình giúp họ, tăng thân, sự thân thiện với nhau như vậy. Trong một cái gia đình mình cũng gọi là tăng thân. Mẹ mình đau mình thấy như mình đau là một thể, con mình đau mình thấy như là mình đau, còn hàng Bồ Tát là thấy chúng sanh đau, chúng sanh khổ giống như mình khổ, phải lo đi cứu khổ. Mà lạ, trì cái thần chú đại bi, bi là cứu khổ mà, từ năng dĩ lạc, bi năng bạc khổ. Thần chú đại bi khi mình trì rồi, mình cứ thích giúp cho chúng sanh bớt khổ đau lắm. Tự nhiên cái pháp đó tự nhiên nó khiến cái tâm mình phải như vậy. Cũng như cái pháp mà mình gợi khởi lên cái tâm dâm dục rồi, mình phải đi gì? Tìm người khác phái, mình phải hành dâm. Cái pháp dâm dục nó phải là như vậy. Cái pháp tham lam nó phải là như vậy. Nó tìm đường, nó khét vách, đi ăn cướp, đi ăn trộm vậy đó. Như cái chú gì đó mà không biết, ông vô đây cái rồi nghe thầy đạo nói lại, ông leo lên mấy Phật tử về đây có tiền, ông lấy mấy triệu, lấy giấy tờ đồ, lấy điện thoại gì tùm lum hết trơn. Bởi vì cái pháp tham trong tâm nó khởi, nó bắt buộc, nó vô chùa rồi nó cũng không tha, nó chui lên trên, nó lấy tiền của mấy người mà đi vô đây tu. Cho nên thành ra mình nếu mà đi tu bỏ tiền ở nhà, còn không mang bỏ thùng Phước Sương hết đi, để làm chi. Không, nó ra mấy thầy cho tiền xe đi về, rồi không để trong túi lại lại xong rờ thì nó còn không. Có cái bà già đó, bà đi vô lạy Phật mà bà kẹp cái đôi dép vô trong nách đó. Cái rồi cái đứa con đó, má làm cái gì mà đôi dép mà để trong nách, tao để ngoài đó tao lạy Phật không yên tâm, thôi mà để cho tao để đấy đi cho tao yên tâm tao lễ Phật. Cái cuối cùng bà, cái đứa con cũng chấp nhận chứ sao. Thì cuối cùng bà lễ Phật, cứ chủ nhật là dắt lên lễ Phật, lễ cái thời gian cái bà giác ngộ sao bà để đôi dép ở ngoài cửa. Cái ổ bữa nay má không cầm nữa à, kêu không sao đâu, má nhìn thấy Phật trang nghiêm mà má cầm đôi dép kẹp vô nách kỳ quá, thôi để rồi ai lấy cũng được không sao. Thì bả lạy từ cái đôi dép trong nách mà nó bò ra trước ngoài đó đó. Thì cái tâm con người mình nó như mũ mít vậy đó. Thấy không? Bữa có cái câu chuyện đó, cái con khỉ đó, nó nhìn nó thấy cái cây nó chảy cái nhựa thông ra. Cái cây nhựa mà nó, cái cây đó nó có chất nhựa mà giống như cái miếng nhung á. Tức là cái nhựa nó nóng, cái trời nóng cái cây nó chảy nhựa ra. Con khỉ nó chạy lại nó thấy cái miếng màu đỏ đẹp quá. Nó không biết cái gì cái nó trèo lên, mà thường miếng nhựa nắng cái là nó xe xe cái mặt lại, nó héo héo cái mặt ở trên lại. Anh trèo lại anh ngồi cái anh nhúng cái nó xì lên, nó dính cái khu ảnh. Anh nhúc nhích không được rồi, cuối cùng cái gì anh chống hai cái tay trước, anh đứng dậy nó dính hai tay luôn. Cái anh đưa cái miệng xuống anh cạp, dính miệng luôn. Thì gọi là cái gì? Khỉ chết khô. Nó thấy miếng nhung nó tưởng là đẹp ăn được á, vô ngồi giỡn với nó dính luôn. Mình cũng vậy, thấy tài sắc danh thực thì mình thấy là đẹp không, thấy sung sướng hơn, vô cái là nó chết khô trong đó luôn, ra không được nữa. Hiểu câu chuyện này không? Mà phàm phu mình mà thấy mà ai mà từ nan, trời ơi, giàu có tỷ phú, vợ đẹp, con xinh, nhà cửa ăn nhậu thoải mái, chứ ai mà kêu lấy đi làm phước. Dạ gì chết đâu có hưởng được đâu, chết là hết rồi mà. Đó là hưởng phước trong si dại, không có trí tuệ. Cho nên con người phải có trí tuệ. Mà muốn làm sao có trí tuệ? Nãy giờ đang nói Phật lực, pháp lực, tăng lực, tâm lực, nghiệp lực rồi ha. Giờ nói trí tuệ nè. Phiền não khinh trí tuệ trưởng. Nghe câu nào? Khinh là nhẹ, phiền não mà nhẹ. Người này phiền não họ nhẹ, tức là cái chuyện lớn gì đi nữa về sùm nó cũng thành nhỏ, nhỏ biến mất. Không có cái gì là quan trọng với họ. Câu niệm Phật về cực lạc là quan trọng nhất, mấy chuyện khác là bỏ, không quan trọng. Nhẹ lắm. Thì trí tuệ họ sẽ phát sanh. Cái trí tuệ nó là sao? Nó khác với trí thức à. Trí thức này, lắng nghe nè. Trí thức tức là suy nghĩ có đối tượng, và khi đối tượng đó mất rồi, cái hiểu biết, cái suy nghĩ đó nó cứ lập trình trong đầu óc của mình, rồi nó cứ đúng sai phải trái, nó cứ trả tới trả lui liên tục, nó không có dừng một chỗ, gọi là trí thức. Và trí thức này nó còn một cái danh từ dễ hiểu nữa là mâu thuẫn nội tại. Vừa làm cái chuyện thiện đó rồi, vừa làm cái chuyện đó rồi, bắt đầu nó quật ngược lại, nó suy nghĩ nữa. Nó suy nghĩ tới, nó suy nghĩ lui, nó quật tới quật lui, nó trả tới trả lui. Bởi vì nó là vọng mà. Cho nên nó cứ trả tới trả lui hoài, mình chịu không nổi với nó. Mình theo nó riết cái rồi mình chết.
anh chàng đó anh ra, vợ kêu mua cái nồi về, nồi nấu cơm về, anh ra anh trả, anh lựa tùm lum hết trơn, lựa cái này lựa cái kia, cái giá cao cái này đẹp, anh lựa riết, anh cầm về tới nhà anh kêu cái này cũng chưa được, anh đổi lại tiếp. Thì cái này gọi là phân biệt chấp trước. Từ cái phân biệt chấp trước này bắt đầu nó tăng trưởng từ từ lên, bắt đầu nó không làm chủ được nữa. Gọi là liệu, biết liệu không? Liệu mình đang cầm bánh tráng, người ta nói đang cầm ở trong bánh tráng, người ta nói quăng, tự quăng luôn. Cái bà già đó, bà đó ôm mở bánh tráng, người ta nói quăng, bà kêu ồ quăng hả, quăng. Tức là không làm chủ mình được, gọi là liệu. Lẳng là không biết luôn. Tao mới để trong túi tao 2 triệu, mà đứa nào lấy tao còn có 1 triệu, mà 1 triệu đã đi mua đồ rồi, giờ lại kêu là mất 1 triệu. Thì từ cái gì, cái loạn nó đến liệu, là liệu đến lẳng luôn. Lẳng là đến gì nữa, không làm chủ được gọi là điên. Sống với thức nó là dẫn đi con đường như vậy đó. Cái đường đó đi là đến như vậy đó. Còn sống với cái trí á, là người ta có cái pháp để người ta an tâm và lập định trên đó. Chuyện tới giải quyết xong cho nó đi, không để nó làm phiền. Đang người ta đang sống với cái pháp người ta an tâm trong đó. Sao cũng được, sao sao thôi cũng là sao, sự chi cũng vậy, thế nào cũng xong. Tâm không vạn sự đều không. Tâm không tức là họ không có suy nghĩ những cái chuyện gì đã tới rồi cho nó qua bên, chưa tới cũng suy nghĩ, họ an trụ vô câu Phật hiệu. Thì con người này là họ đang chuyển thức thành trí. Chuyển cái thức A là da đó, mà nó chứa những cái đồ ở trong đó đó. Vì nó có cái A là da cho nên hồi nhỏ 4-5 tuổi mình cõi chuồng chạy ra ngoài đường mình tắm á, mình vẫn nhớ cái hình ảnh đó đúng không? Ví dụ vậy mà. Nhớ nó cười hồi nhỏ. Mỗi lần bà cụ bà đi bán bánh hỏi về là hay lục cái túi qua coi coi tiền lẻ đi mua kẹo mà. Cái xong rồi cũng gặp cái bà kia bà đi bán bánh về. Xong rồi mình tưởng mẹ của mình chạy lại mình dục lục cái gánh đó. Cuối cùng bà kia bà làm gì vậy? Trời nhìn lên không thấy mẹ nó quê. Mà hồi nhỏ cái ngã mạng với cái quê nó lớn, về nhà ở trong nhà rồi mà bịt mặt mà thấy còn quê nữa. Trời, cái tự ái, cái ngã mạng với cái nó quê nó kinh khủng luôn. Bữa sau mà mỗi lần mà giờ đó phải canh coi thử là mẹ mình hay là cái bà đó. Thì cái tâm mình á, thực sự mà nói là để cho mình an ổn trên một cái pháp á, mình phải có thời gian để hàm dưỡng nó. Chứ còn không những cái ngại, những cái mặc cảm, những cái quê đó, những cái tâm thức mà tự ái, tự cao á, mà nó có hai cái tâm trạng nè. Nếu mà mình làm thành công một cái là nó tự cao trong nó liền thôi à. Gọi là tự tôn á. Mà làm thất bại cái bắt đầu đã tự ti mặc cảm. Hai cái này nó giết mình như không. Cái này gọi là gì? Bát phong. Mừng giận buồn vui thương ghét muốn. Nó cứ đảo cái tâm mình hoài, chịu không nổi với nó. Không có cái pháp mà đặt định vị trên đó rồi thì chịu thua. Cho Ấn Tổ mới nói là cái tâm của mình không có duyên nơi Phật cảnh thì nó phải duyên nơi cửu giới. Nó không duyên nơi Bồ Tát giới thì nó duyên nơi Thanh Văn. Không duyên nơi Thanh Văn thì duyên nơi gì? Duyên giác. Không duyên nơi dân giác thì duyên trời. Không duyên trời thì duyên người. Không duyên người thì duyên A-tu-la. Không duyên A-tu-la thì duyên nơi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nó không thể nào mà nó để yên được đâu. Mà nếu mà nó không duyên gì hết mà người đó trở về với Phật tánh bình đẳng đó, đó là Phật cảnh rồi. Duyên nơi Phật cảnh rồi. Thì bây giờ đây mình duyên nơi câu Phật hiệu. Phải duyên với câu Phật hiệu. Thì khi mà con người đó có trí tuệ đó, là con người này á, là họ sống bằng cái trí tuệ đó là nó khỏe vô cùng. Như thế nào gọi là sống bằng trí tuệ? Họ thấy ở trong cái tâm trạng của họ toàn là những cái chủng tử ác không? Toàn là những cái điều ác không? Bởi vì cái gì mà ác ở bên ngoài gặp một cái là nó hứng thú, nó mạnh mẽ lắm. Là họ biết cái tâm họ chứa cái điều ác trong đó quá nhiều. Thì bây giờ họ phải để câu Phật hiệu, họ chứa cái điều thiện ở trong A La Gia thức. Từ từ bắt đầu là nó chuyển thành trở thành bạch tỉnh thức. Tuy rằng bây giờ chưa thành bạch tỉnh thức được, mà về Tây Phương từ từ nó chuyển thành bạch tỉnh thức, gọi là đại viên cảnh trí. Nó chuyển cái thức thứ 7 là ý căn á. Ý căn đó là anh mạc na thức, buổi tối mình ngủ á. Nó lấy những cái giấc mộng ở trong tâm mình ra, thấy nhà, cửa, xe, cộ, ruộng, vườn. Nó quạt cảnh lên mình thấy giống như là một cái hội trường vậy đó. Là trong tâm mình hiện ra là cái mạc na nó kéo chủng tử đó ra đó. Hồi trước có gặp cái cảnh đó rồi đó. Anh mạc na là nó kéo ra, gọi là truyền tống thức, nó dắt ra.
Mà tối mình cho nó nghe câu niệm Phật thì cái mặt na nó không có cơ hội để nó dắt cái chủng tử đó ra, nó chỉ thâu vô thôi, nó không có tống ra. Thì mấy cái máy niệm Phật quan trọng lắm á nghe. Chúng tôi đang làm thêm 5.000 cái mà cái loại mà đặc biệt mới, cái thẻ nhớ nó ở trong đó luôn, nó không có nhét thẻ nhớ vô, chứ chúng tôi đưa cái thẻ nhớ trong đó có nhiều người về lấy thẻ nhớ ra chép mấy vị khác bỏ vô à. Đợt này nó không có thỏi như thẻ nhớ bên ngoài nữa mà nó ở trong luôn. Nó mắc tiền hơn, 5.000 cái là phải 1 tỷ 2. Mắc hơn, trước có 700-800 triệu. Và thường ông làm những cái máy này ngày tặng. Bữa cái máy chúng tôi có mang lên chúng tôi mở bị nghe, nó quan trọng dữ lắm. Tối ngủ mình mở nghe. Hôm nay khu ở dưới đó có cái đài tâm thánh, tối cứ mở nghe reo rắc niệm Phật tụng kinh rồi nó huân tập vô. Mà người nào cái đầu yếu quá, mình chưa có quen, mình nghe mà nó không ngủ được thì mình tắt để đi làm quen từ từ. Mà từ từ nó quen. Thì cái ý căn đó nó chuyển thành bình đẳng tánh trí. Mà cái người mà có tâm bình đẳng rồi đó là người ta xử trí với nhau rất là tuyệt, nó không có thiên vị. Một người cha, một người mẹ có tâm bình đẳng là con cái giống nhau hết. Nhìn thấy la cái người kia dữ vậy đó mà thương chứ không phải la ghét bỏ. Còn không có cái tâm bình đẳng, cái tâm phòng phu, cái đứa nó chọc tức của mình, nó không nghe lời mình la là ghét bỏ để đuổi nó đi luôn. Tâm nó không phải tâm bình đẳng, tâm thiên vị. Cái này sống với thức, gọi là thức thứ 7. Và thức thứ 6 đó là ý thức, nó trở thành diệu quan sát trí. Mà khi mình mất rồi đó, khi mình mất á, tiền ngũ thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức á, mắt tai mũi là lưỡi thân á, là nó khi mà mình đang còn sống mà mình chuyển được, nó gọi là thành sở tác trí. Mà khi mất á, là mấy cái thức này bắt đầu nó dồn lại trong cái a la gia, nó chỉ còn một cái a la gia thức thôi. Ý căn nó cũng nhập vào trong đó, rồi cái ý thức nó cũng vô trong đó, cái tiền ngũ thức nó cũng vào ở trong cái a la gia thức, nó chỉ còn một cái bát thức. Nó chứa đựng những chủng tử ác và thiện. Nếu chủng tử thiện nhiều thì nó sanh lên cõi trời. Nếu chủng tử là tịnh nghiệp nhiều, tương ứng với cảnh giới cực lạc, nó về Tây Phương cực lạc. Nếu là chủng tử ác, tham sân si nặng thì nó xuống tam đồ địa ngục ngạ quỷ xuống sanh. Thì cái A Lại Gia thức này nó có công năng, nó chứa những chủng tử thiện và ác trong đó. Mà nếu nó chuyển được thì gọi là tại gì? Đại viên cảnh trí. Cái trí này giống như một tấm gương, vạn vật tới nó soi rõ ràng hết. Khi vật đi qua rồi nó không có lưu lại cái dấu vết gì hết. Đó là người ta sống được với tánh đức người ta rồi, đại viên cảnh trí rồi. Còn bây giờ mình á, vạn vật nó tới mình gì? Biết mình niệm Phật. Và nếu mình làm thì mình để toàn tâm vô làm. Sau khi qua rồi mình giữ câu Phật hiệu, đừng có lưu luyến theo nó. Là mình vẫn đang sống với cái đại viên cảnh trí, nhưng mà chưa trực tiếp sống với cái đại viên cảnh trí, mà sống qua trung gian với câu Phật hiệu. Mà câu Phật hiệu này cũng là đại viên cảnh trí. Ồ, nãy giờ nghe hiểu gì mà sao ngồi nhìn mấy người ta? Dễ hiểu không? Dễ hiểu mà. Mình hiểu mà nói cho người ta hiểu là nó khó dữ lắm á. Hiểu hay ngủ quá ta? Người mà có học di thức rồi mà ngồi nghe Phật Pháp mà thích là thôi. Trong người nó lân lân, nó phê phê như mấy người xì ke, nó xích. Nó sướng, nó an vui theo cái kiểu pháp hỷ á mà. Không thật. Bữa có ông cụ không biết ông còn ngồi đây không? Chắc ông còn ở đây. Mặt mày ông hồng hào lắm. Ông kêu con từ Hà Nội con vô. Con nghe thầy ông bữa vừa rồi ngày 13 thầy giảng một cái là cú rồi con sung sướng. Ông xuống con chuyện tu á. Cái ông đấm cái tay, ông kêu cho con đấm cái tay thầy tí. Mà mặt mày ông hồng hào nha. Ông kêu vợ con ăn chay mấy năm rồi. Hỏi ông ăn chay chưa? Kêu chưa. Bữa nay nghe thầy là con quyết định ăn chay rồi đó. Mà nhìn tướng ông hồng hào, ông kêu con đi lính bao nhiêu viên đạn nó bắn sẹt sẹt mà không chết. Cái mạng con lớn thiệt, bây giờ còn con phải tu thôi. Con nghe thầy nói là lầm đường chui vô thai bào của cha mẹ là lầm, của mẹ là lầm đường rồi, bây giờ vô liên thai đi. Nghe cái câu này nó dễ hiểu mà nó hay quá, chắc vô đó về đi. Ông nói mà nói bằng cái tâm trạng ông cảm được cái điều này. Này có trí tuệ, người này có trí tuệ. Còn người trí thức là quý vị biết sao? Họ hơn thua tranh giành đúng sai, tính toán mưu mô. Cái thức nó cứ trả tới trả lui, nó giật tới giật lui miết, không kìm nó được. Rồi thấy mình là nó, mình là cái đó, mình là thức đó. Mà cái người trí á, người ta trụ lên câu Phật hiệu hoặc là trở về với tánh đức, người ta thấy vô duyên vô cùng, vô duyên lắm. Nó không phải là mình mà nhận giặc làm con, nuôi ông tay áo, vẫn thức mà.
cũng như là sống nó cuộn đó, mà sống chính là nước, nhìn ra sống chính là nước, vọng tưởng cuộn đó, hết rồi nó trở về cái bản tánh thanh tịnh. Mà muốn cho hết không phải đơn giản, có câu Phật hiệu để kìm nữa. Con người mà không có trí tuệ là họ sống với thức là họ hưởng thụ liền. Giàu thì hưởng thụ tự tôn ta đây, nghèo thì mặc cảm tự ti khổ đau, không thoát khỏi cái thức đâu. Chỉ an trụ vô trong cái câu Phật hiệu thì từ từ cái thức này nó lắng dịu xuống. Ấn Tổ gọi là tâm thủy, tâm thủy bắt đầu nó lắng dịu xuống, chứ không có nước xôn xao nữa, không có gợn sóng nữa. Người này học thích quay về ở trong nhà niệm Phật, không thích đi đâu nữa hết. Giờ chúng tôi mới hiểu ra vì sao Ấn Tổ ngày ở trong thất 30 năm, ngày Lý Minh Nam ở Đài Trung một chỗ không đi đâu, ông niệm cái câu Phật hiệu vô cảnh giới à, Phật quang phổ chiếu à. Và họ sợ đi ra ngoài mất công phu. Đó là ngài biểu pháp thôi, chứ ngài Lý Bỉnh Nam cũng như là Ấn Tổ là hạng Bồ Tát rồi. Cho nên vừa rồi thầy Nhuận Minh đọc cái lá thư, ngài khuyên mọi người Phật tử nên làm cư sĩ đi, đừng xuất gia. Những người lớn tuổi, các ông, các bà, các cụ, làm người cư sĩ chân thật niệm Phật. Mà nếu mà tâm mình chân thật buông xuống vạn duyên á, để mà niệm câu Phật hiệu muốn vãng sanh không dính cõi trần, gọi là tâm này đã xuất gia rồi. Tuy rằng thân chưa xuất gia, mà thân không xuất, chưa xuất gia còn tóc, mà tâm đã xuất gia thì ngài gọi là cao tăng để tóc. Vậy muốn làm cao tăng để tóc không? Còn hạng tu sĩ như chúng tôi á, mà thân xuất gia mà tâm còn vướng trần cảnh phàm tục á, thì thân xuất gia mà tâm không xuất gia thì ngài nói là gì? Gã trọc đầu ăn bám tam bảo. Mà ngài là một vị cao tăng, ngài quở chư tăng được, chứ không phải cư sĩ ngài nói cống cao ngã mạn đâu. Nói đến đây cái mình giật mình, hổ thẹn, soi lại mình, hổ thẹn cùng cực. Mình thân xuất gia rồi, tâm xuất gia chưa? Xuất thế tục gia là ra khỏi cái nhà thế tục, không có vợ con tranh giành hơn thua, phải không? Chưa đủ, xuất phiền não gia nữa kìa. Quan trọng là phiền não gia, ra khỏi nhà thế tục rồi. Nhưng mà vì gì? Phải là phiền não gia. Rồi gì? Ra khỏi cái nhà tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới này. Hàng ngày tâm niệm mình có muốn ra khỏi nhà tam giới, có muốn ra khỏi nơi cái nhà mà phiền não không? Hay là muốn ở chung trong cái phiền não này, tranh giành hơn thua, đấu đá với nhau? Thì đây là tuy rằng thân xuất gia mà tâm này là tâm trần tục, giả trọc đầu ăn đắng bám tam bảo, phá hoại tam bảo. Tội này lớn lắm, đọa địa ngục như không. Chú coi vẫn sao thôi, điếc đầu điếc óc. Nó làm như vậy, ngài nói như vậy để cho mình định vị được cái vị trí của mình. Thôi, làm người Phật tử chân thật niệm câu Phật hiệu, đừng dính líu gì nữa. Bao nhiêu năm khổ đau quá rồi. Quý vị nhìn lại cuộc đời mình coi. Hôm bữa có con bé mới có mười mấy tuổi à. Bởi vì mấy đứa mười mấy tuổi là nó chưa biết khổ là gì, nó đang hướng lên cái chuyện tình yêu làm ăn rồi này nọ mà. Hỏi con á, lớn lên á, người phụ nữ á là phải biết công ngôn dung hạnh ngang, chứ không là con khổ lắm, chứ đâu khổ gì đâu, khỏe quá, sướng quá, khổ gì đâu. Nó chưa đụng chạm, nó chưa có biết, như nhìn nhận ra cái khổ ở trong thai bào là khổ muốn chết, từ nhỏ giờ lên chẳng chẽ không có bệnh hay sao, bệnh khổ mà. Nhìn nhận cho được ra cái khổ là không phải đơn giản đâu, mà nhìn nhận ra được lấy nó làm thầy, lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Cho nên cái người mà niệm Phật họ càng khổ, họ càng tha thiết theo cha, quyết định cha gia hộ cho con, cha cho con về bà Vi Đề Hy. Thôi bà khổ, vua A Xà Thế nhốt chồng bà rồi là cho bà vô ngục luôn. Bà kêu sao mà cái cõi này nó khổ quá. Bà tha thiết, bà cầu nguyện cái Đức Phật Thích Ca dùng thần lực đến cho bà thấy mười phương pháp giới. Bà kêu con muốn về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật Di Đà, con muốn thoát khổ, cái cõi này nó quá khổ rồi.
Thì Ấn Tổ nói là cái người mà niệm Phật muốn vãng sanh giống như bà Vi Đề Hy ấy, mà đang nhốt trong ngục tù, mong cho ra khỏi ngục tù, mong cho khỏi ra khỏi lao ngục, giống như mình đang rớt xuống hầm xí, mong người vớt mình lên mà mình có không đủ khả năng mình đi lên, mà có người vớt lên, dầu cho mình hôi thối đi nữa, cha mẹ mình nghe khóc que 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 dưới đó là cha mẹ mình đến vớt lên liền. Điều mình không chịu lên, mình cứ không, dưới này thơm lắm, cho con ở dưới này đi, thôi thôi không chịu lên. Thì chịu, cha mẹ cũng chịu, không vớt được đúng không? Kêu giảng sanh đi, thôi thôi ở đây sung sướng, xe riêm xe cúp chạy rồi ăn uống một bia vô vô sướng vậy, về chứ. Thì đó là gì? Rớt xuống hầm xí mà còn ngoan cố ở dưới đó hưởng hầm xí. Tam giới này là hầm xí, Phật nói là dục giới, sắc giới, vô sắc giới là nhà lửa không an, là hầm xí. Vậy mà gì? Đây là tịnh độ, tịnh độ là đây. Tịnh độ là đây rồi, không còn đi đâu hết. Trời, khi chết nó khổ muốn chết luôn, tay chân quíu quít gào cha thế, kêu mẹ, không kêu Phật nổi. Giờ quan trọng chỗ này nha, ba cái điều Phật lực. Thứ hai nữa là phải có trí tuệ, và con người này phải có phước đức, gọi là phước thiện. Nếu đầy đủ và tin tưởng và làm ba điều này thì cái gì trong cuộc đời mình cũng có. Nếu con người đã siêng làm phước, không những họ có tiền mà không có tiền họ làm phước, gọi là nội tài. Lên chùa quét rác, nấu cơm, lau nhà vệ sinh, họ làm tất cả những cái chuyện họ khả năng họ làm được. Họ tích góp từng chút họ tùy hỷ. Phóng sanh họ tùy hỷ, họ lên họ thấy Phật họ tùy hỷ. Họ tích góp gọi là phước báu có. Mà khi họ có được cái phước báu rồi, họ làm cái gì là thành công cái đó. Trong mạng họ có sẵn rồi mà. Người ta đi cúng dường 5 tỷ, 10 tỷ, họ có đồng nào họ ra kêu tồi ôi tôi tùy hỷ chị đó. Họ có cái tài, trong mạng họ bắt đầu gì, được ảnh hưởng cái tài đó. Còn họ không biết tu, họ thấy người ta bố thí nhiều, cái tự nhiên họ mặc cảm, họ gì? Họ dèm pha, họ nói xấu, kêu mẹ đó bố thí cúng dường cái chùa rồi bị đặt chảnh. Đó, cái tâm ác nó khởi lên. lại mang cái nghiệp ác mà không được chút xíu công đức tùy hỷ nữa chứ. Cho nên cái người mà có được cái tâm tùy hỷ, mà cái tâm họ an trụ vô câu Phật hiệu rồi, cái phước đức hàng ngày nó nhiều lắm. Vì họ nhìn cái gì họ cũng tùy hỷ được hết trơn. Còn cái người mà họ không có an vui rồi, họ nhìn cái gì họ cũng bực tức hết. Mà một niệm sân nổi dậy thì tiêu cả rừng công đức rồi. Cho nên dụng công nó khéo dữ lắm, khéo dữ lắm, nó mới tồn tại được cái âm đức ở trong người mình. Còn không khéo một cái là mình làm thiện mà tối cùng gì nó mất sạch hết trơn. Cống cao ngã mạng ta đây, làm cái tượng ghi cái chữ to đùng vô là Nguyễn Thị Xoài ba, Nguyễn Thị Mít gì trong đó, thiệt to cho người ta thấy cái ngã nó lớn. Càng tu cái ngã nó càng lớn. Mà cái người mà làm được phước thiện, mà trong tất cả các phước thiện thì cái phước thiện khuyên người khác ăn chay và kiêng giết là phước thiện lớn nhất. Khuyên họ phóng sanh dĩ nhiên là khuyên, nhưng mà kêu họ bỏ tiền túi ra làm khó lắm. Mà nói làm sao họ sợ được cái nhân quả xấu, để họ biết rằng ăn thịt chúng sanh tương lai thọ mạng mình sẽ ngắn và bệnh hoạn. Bây giờ quyết định là không ăn nữa, dầu cái ai người ta ép mình, mình cũng quyết định là ăn chay. Nhớ có cái cô Phật tử đó, ông chồng á, ông bỏ thịt vô, cô lừa lừa, cô lách, cô gấp, cô bỏ ra. Ông nhìn ông thấy, tôi nói ngày hôm sau ăn mà tôi bỏ thịt vô cho bà nữa, mà bà mà bỏ ra là tôi với bà ly dị. Tôi quyết định rồi đó. Bà ngồi nước mắt chăn cơm. Rồi cuối cùng sao, ăn vô cái là bắt đầu đi ngoài liền, cái bụng nó không có chịu á, đi ngoài liền. Nói ông cũng không tin, ông hành hạ 3 năm mới cho ăn chay. Mà bữa nay ăn chay bà khỏe ra, cái bà trẻ bà đẹp, mới đi khoe cùng làng hết, vợ tôi ăn chay đẹp vậy đó. Mà trước khi mà khen cũng hành bà ra bả. Nên nó đúng là con là nợ chồng, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Ông bà hồi xưa nói nó đúng y chang. Nếu không biết là nó thành nghiệp báo à. Nên khi mà mình có được cái phước thiện, mà cái phước thiện này phải có trí tuệ sử dụng nó mới được. Chứ nếu cái người mà có phước thiện, người ta có phước, người ta giàu có, mà không có trí tuệ, người ta hưởng si phước. Hằng ngày đi xuống ăn cua, ăn ghẹ, rồi làm bao nhiêu công chuyện tạo nghiệp, mở công ty lớn lên, cuối cùng thấy mình là giám đốc hành hạ công nhân, không đúng là một ông chủ gọi là tớ trung thành, chủ nhân từ, không có làm được ông chủ. Nếu không có trí tuệ thì
khổ vô cùng. Mà con người này muốn có trí tuệ, tuy rằng họ không có giảng pháp được, họ không có ăn nói gì lưu lót, mà tâm họ nó an bình, nó nhẹ phiền não, nó ít phiền não. Họ lừa lọc ra, họ thấy cái gì mang về được Tây Phương Cực Lạc, họ tranh thủ họ làm. Cái gì mang về không được, họ bớt tiền bạc của cải, xe cộ, tất cả những cái thứ gì mà chết không mang đi được. Hột nút người ta cũng lẫy, không có quan tâm, không có trầm hâm vô dành thời gian làm nhiều nữa. Mà lo hàng ngày họ niệm Phật, họ tụng kinh, họ phóng sanh, họ ăn chay, họ tu tập. Những cái này họ mang về được thì người này có trí tuệ. Nếu mà xã hội thì họ không chấp nhận được. Đang vươn lên, đang phải gì, làm những công việc gì bấy bay rồi bay trên trời, làm gì dữ dội lên, chứ mình ngồi niệm Phật không mà kêu cái trí tuệ, không tin. Thì đúng là phàm phu không tin rồi. Chứ Phật Bồ Tát là tán thán những người có niệm Phật. Mười phương chư Phật với tướng lưỡi rộng dài thiết thành thật ngôn, tán thán người đó đang trì danh hiệu Phật. Bởi vì cái danh hiệu Phật công đức bất khả tư nghì, trên mười phương chư Phật mới tán thán chứ, đúng không? Gần 2 tiếng hả quý vị? Nhanh quá hả? Nghe nữa không? Giờ nghe người làm phước thiện, nhất là cái phước thiện đầu tiên của thập thiện, đó là ăn chay, không sát sanh, mà phóng sanh, kiên giết, được ngũ phước lâm môn. Mình không có ngũ phước lâm môn mà mình ngũ tướng si hao là do mình sát sanh, do mình ăn thịt chúng sanh, do mình không khuyên người ta kiên giết ăn chay, cho nên mình bị gì? Ngũ tướng si hao. Giờ nghe ngũ phước lâm môn nè. Phước thứ nhất của cái ngũ phước lâm môn đó là trường thọ. Cái người mà người ta ăn chay, người ta làm điều thiện, người ta phóng sanh, khuyên người khác làm, thì người ta phước đầu tiên của họ gọi là trường thọ. Trường là dài, thọ là sự sống thọ mạng. Thay vì họ có thể 50 tuổi, họ kéo dài 80. Như Hòa Thượng Tịnh Không 45 tuổi là thọ mạng hết. Ngày đóng cửa, ngày niệm Phật, ngày ăn chay, ngày phóng sanh, ngày tu, bây giờ đến 93 tuổi. Này người này gọi là trường thọ. Bởi vì họ thực hành cái điều thiện. Điều thiện đó là gì? Họ phóng sanh, ăn chay, khuyên người phóng sanh, khuyên người kiên giết và khuyên người ăn chay, cho nên trường thọ kéo dài. Cái trường thọ này quan trọng dữ lắm à. Ví dụ ở đây có chú Thanh, ví dụ đi, ông có ngân hàng được 5-7 tỷ, ví dụ vậy, ông để ngân hàng ngang. Và cuối cùng cái gì? Vài bữa ông chết mất, đâu hưởng được đâu. Ví dụ vậy mà, chứ không phải chù ông chết. Nhưng mà trước sau cũng chết rồi, đúng không? Thì bây giờ làm sao? Muốn để hưởng cái phước đó và mình tiếp tục làm cái phước đó thì phải có thọ mạng. Quan trọng vô cùng cái thọ mạng. Ở dưới khu chuyên tu mỗi ngày phóng sanh 2 triệu mà mấy thầy cứ chạy tới chạy lui mất công quá, cứ một tuần là gì 10 triệu. Ở trên này cứ mỗi chủ nhật là 20 triệu. Có những lúc như mùng 6 Tết vừa rồi 50 triệu. Mỗi ngày 3 triệu cứ phóng sanh. Mà con cá đó nó kéo dài thọ mạng thì nhân quả phản hồi là mình phải kéo dài thọ mạng. Nhất khoát là nó như vậy, phải tin nó như vậy thôi. Thì thọ mạng mình kéo dài, nhưng mà cái người phóng sanh ăn chay mà người ta tu phước thiện á, thọ mạng kéo dài mà họ không có bệnh hoạn. Dẫu họ bệnh hoạn đi, họ nhận diện ra đó là cái quả đời trước, bây giờ họ phải chịu, họ vẫn vui vẻ, họ vẫn hoan hỷ. Cái pháp lành nó bảo bọc cái tâm họ, không có phiền não. Thứ nhất là trường thọ. Thứ hai là phú quý giàu có. Ngũ phước lâm môn là cái phước thứ hai nó vào nhà mình đó, là giàu có. Mà cái người hàng ngày gia đình họ phóng sanh ăn chay, không có bệnh hoạn thì tiền của họ có dư. Họ đi làm phước thiện nữa, họ làm đâu chúng đó à. Cái thứ ba đó là an khang, tức là thân tâm được gì? Vui vẻ. Cả thân cả tâm được gọi là thân khỏe tâm an, do họ hành cái pháp phóng sanh ăn chay và kiên giết và khuyên người khác. Bản thân họ phóng sanh kiên giết ăn chay gọi là tự lợi, khuyên người khác gọi là lợi tha. Mà người ta làm được công đức của họ với người đó rất là lớn, mà thân tâm họ an vui gọi là khang an. Thứ ba gọi là khang an. Ngũ phước thứ ba lâm môn vô nhà mình là khang an. Cả gia đình đã hoan hỷ vui vẻ cả năm, không có cái chuyện ẩu đả xảy ra. Trời ơi, lúc trước gia đình của Giác Nhàn thôi, giết gà, giết vịt rồi giết heo, u cha gia đình nó có lộn xộn hoài. Từ bắt đầu chuyển qua cúng chay, chuyển qua không có sát sanh nữa,
chuyển qua ăn chay trường cái bắt đầu gia đình thay đổi. Ngũ phước lâm môn, miếng đất ân trước đó cuối cùng bán được có tiền. Phải cụ bà kêu tôi mới bán được miếng đất, ông về đây ông cắt tiền giùm tôi đi. Có nghĩa là tiền nó tới với mình là do mình làm cái phước thiện. Cái thứ tư đó là hảo đức, tấm lòng lương thiện và nhân hậu, trầm tĩnh. Hảo đức này là quan trọng nhất. Cái người mà có đức giống như là gì? Bộ rễ. Còn cái phước báu là hoa trái để cho người ta hưởng. Mình chỉ lo tích đức, niệm Phật tích đức, bố thí cúng dường hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc để tạo tịnh nghiệp là tích đức. Không muốn hưởng phước nữa thì càng ngày cây trái nó ra sum xê hết luôn. Còn nếu mà mình không có tích đức, mình cứ lo hưởng, cứ lo hái trái, như cây quýt này này mình cứ hái, giờ nó hết sạch rồi, cứ hái hái hoài hái hoài mà không có lo tưới, nó chết queo nhũng củ tỏi rồi. Là do mình cứ hái hái trái hái trái, làm cứ mong có tiền, làm mong có địa vị, lên giám đốc, gia đình mình giàu có, xây nhà lớn, xe cộ, cưới gợ giả chồng, hàng ngày cứ suy nghĩ là hái trái không, hưởng phước không, thì người này sẽ hết. Không hết năm này thì cũng năm sau, mà không hết năm sau thì cuối đời cũng là gì? Hết. Lo hái trái không mà làm sao cây nó không chết. Làm gì có cái đạo lý mà đi hưởng phước mà nó lại còn. Dầu cho một núi vàng moi ăn cũng hết, trong mạng mình tài tài, đời trước bố thí là tỷ phú đi nữa, đời này đời sau cũng là hết. Bởi vì hưởng trong si phước mà sao nó không hết được, đâu có trí tuệ đâu. Mà cái người có trí tuệ là gì? Đem đi cho người ta hưởng bớt đi, làm phước in kinh phóng sanh đi, có nhiều làm nhiều làm, rồi lúc lâm chung là hưởng. Hưởng lúc lâm chung là gì? Thân không đau bệnh là do gì? Họ không sát sanh. Tâm không hôn mê là do họ niệm Phật. Thì Phật cùng thánh chúng tay cầm đài vàng đến tiếp dẫn họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lúc này họ hưởng. Người có trí muốn hưởng này không? Không ai nói mình không có làm được đâu. Và dẫu cho có nói rồi á, ngồi trong này thấy cái từ trường á, nó chuyển nghiệp của mình thích thiệt. Ra tới cửa rồi nó quên 50% rồi đó. Tức là gì? Nó lõn rồi. Khi ông thầy nhà cũng nói vậy thôi, chứ giờ chết sống biết chừng nào. Để lúc chết Phật cái Di Đà xuống thấy nó phiêu phỏng quá, thôi giờ ăn xuống hưởng cho nó thoải mái cho rồi. Về tới nhà cái gặp nồi thịt gà là quất liền, chứ không có nói gì trơn. Quan trọng cái từ trường á, mình nghe á, nó không đủ sức để nó chuyển tải cái nghiệp lực của mình á. Bắt đầu nó cứ chặt hừ vô đó, nó dính mình là nhân vật đó, nó vô cảnh giới nó ở trong đó. Cho nên thay đổi cảnh giới không phải là dễ. Cái gì lắng nghe nè, lắng nghe chỗ này nè, cái này là bí quyết để sống nè nha, lắng nghe nè. Mình nói cái cô vợ mình nói con mình nói chồng mình á, làm theo ý mình không phải dễ đâu. Cái cảnh giới họ là như vậy rồi. Vừa rồi có cái cô đó, lắng nghe nè, nghe cái câu chuyện này nó hay lắm á. Có nhiều Phật tử nói thầy sao nhiều chuyện quá. Nhiều chuyện là nhiều chuyện của Phật Pháp, không phải nhiều chuyện bà Tám nghe không. Giờ lắng nghe nha. Cái bà chạy lên, không biết bữa nay bà có ngồi đây không, chắc có bộ có quá. Tại vì bà cất nhà dưới này nè. Trời ơi thầy ơi, con khổ gì cái thằng con trai con quá. Hỏi bà khổ làm sao? Lúc trước con lên đây 4-5 năm con cất nhà cất cửa lên đây, nó tu nó ngoan dữ lắm á. Thôi bây giờ nó cầm điện thoại nó hư quá rồi, vợ của nó cũng muốn xa nó luôn rồi. Bây giờ nó ăn, nó nhậu, nó đi bia ôm, nó đủ thứ hết. Nó kêu nó không có sợ ai hết trơn á. Con đi coi bói á, cái bà thầy bói nói coi con quỷ đang ở trong người nó, bà chửi vô mặt nó đi. Ở kia con đâu dám chửi nó đâu, chửi nó chửi lại chết. Xong rồi cuối cùng á, con hỏi bây giờ sao, nó kêu giờ nó chỉ tin mình không thầy nhàn thôi. Mà con kêu nó lên nó không chịu, kêu Honda ôm nó cũng không chịu lên, mà thuê taxi từ dưới cái bơ này phải thuê taxi đưa nó lên đây nó mới chịu lên. Xong nó lên nó ngồi để đợi. Đợi bữa đó có ông Vũ giám đốc nhà máy tinh Hoa Sen á, ông lên. Thì ông lên ông thăm vấn nhà ông cũng quý, ông nghe một số mấy cái đĩa đó. Vấn nhà tặng cho ông cái bộ Văn Sao Chánh Biên, ông về ông coi ông khen hay quá. Ông này cũng có căn lành, ông xây cái chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen vậy nó 500 tỷ với Malaguy á.
cái rồi ông lên ông thăm xong Vấn Nhàn nói thôi nương theo Văn Sao Ấn Tổ về Tây Phương Cực Lạc, nó còn đẹp hơn Đại Tùng Lâm Hoa Sen nữa đó. Rồi cuối cùng xong rồi cái gặp ông đó, gặp cái chú đó, kêu thôi tới đây chú Vũ vô ăn cơm đi ngăn, thầy tiếp hai vợ chồng với bà cụ này chút, nãy giờ cái bà ngồi đây bà buồn quá. Cái vừa bước tới cái nó kêu chào thầy, con quý thầy dữ lắm, bữa nay con lên con thăm thầy là con quý lắm. Thầy vừa bước tới cái vợ nó kêu đó ổng á, tối ông đi chơi ông bị ôm đó, ổng vậy đó, ổng vậy đó. Cái Vấn Nhàn thấy cái ổ ngộ vậy ta, mà nãy giờ mình tiếp cổ nhưng mà cổ không có hỏi thầy cái gì hết trơn, mà cứ nhìn cái lỗi ông chồng miết. Cái nó kêu cái miệng nó bếp xếp vậy là con bỏ đi là phải đó, thầy nói đi, nói cái miệng nó hết bếp xếp vậy. Thầy ngồi như trọng tài á, ngồi chính giữa. Bắt đầu bà mẹ nói trời ơi con khổ, bắt đầu kể phiền não cái tần số nó nhiễu vậy ngăn. Mà kêu ôi trời trời, cái này không được, không ổn rồi. Bởi vậy mã cũng kể phiền não, rồi cái thằng này nó cũng, anh chàng này cũng kể phiền não, ông vợ cũng kể phiền não. Vợ thì chắc cái nhìn qua định mở miệng nói cái con đừng có nói lỗi xấu ổng nữa, con nhìn cái gì tốt của ổng đi, ổng mà tốt cái gì nữa mà tốt. Kêu không tốt sao đám cưới ổng, kêu lúc trước tốt giờ xấu quá rồi. Trời ơi. Thì cuối cùng không phải hôm nay mình kể chuyện xấu của cái gia đình này mà Vấn Nhàn cũng không có nói tên, nhưng mà nếu mà có ngồi đây thì hoan hỷ cho dùm là bị gì sao. Cái từ trường á nó buộc với nhau, cái nghiệp xấu á nó thật khư với nhau. Giờ kêu niệm Phật để nó đột phá cảnh giới, đột phá không nổi. Chồng vợ thì kêu chồng phải làm đúng như vợ, tối phải ở nhà không được đi, giống như bắt đầu mới đám cưới ở nhà đó. Cái cảnh giới anh chàng đó bây giờ nó khác rồi, làm sao mình bắt được. Rồi bây giờ ông chồng á, anh chàng này đó nhìn tướng cũng đẹp trai lắm, mà nói bà vợ đừng có bếp xếp nữa, mà cái cảnh giới nó đang bếp xếp mà sao nó đừng bếp xếp. Hiểu không? Tức là bây giờ trong đầu nó chỉ nhớ cái chuyện ông này ăn đổi cái đó hồi tối đi với nhỏ mặc áo dây đó, nó cứ vậy không à. Tức là toàn bộ bây giờ trong đầu nó không để được câu Phật hiệu, không để một pháp lành, toàn bộ những nghĩ những cái điều pháp ác. Thì vài bữa là ly dị chắc chắn rồi đó. Thì người phụ nữ này không được dạy dỗ kỹ càng. Sao không bắt chước giống như bà phụ nữ mà hôm trước cái bà già mà gặp ông chồng mà gọi là chở bồ nhí đi đó. Rồi bắt đầu bà kêu mấy đứa bạn kêu mình ra mình đè đầu mình đạp cho nó đi. Kêu không, tôi dở quá rồi, tôi không lo cho ông chồng tôi được, cho ông thêm tím ba người bốn người lo cho ông tốt. Mình thương là mình để cho người người lo đi, không sao đâu. Mình thương ổng là miễn sao ổng thoải mái là được. Không phải là mình đưa ông vô con đường cùng đường xấu, nhưng mà cảnh giới ông đang như vậy rồi, cái nghiệp ổng đang như vậy rồi, bây giờ mình làm sao cho tốt để ông quay về. Chứ giờ mình tiếp tục là mình làm lớn chuyện lên nữa để làm gì đây. Thì cuối cùng cái bà hôm bữa Vấn Nhàn kể cái bữa mà khai giảng lớp học Đệ Tử Quy, cái gì nhớ không ạ? Bà kêu anh, nếu mà anh đám cưới em làm đám cưới luôn, thiệt anh, em làm đám cưới cho anh luôn. Tức là bà này bà nghĩ rằng là bây giờ mình không đủ phước để lo cho ổng nữa, không tròn bổn phận với ổng nữa, thì nhiều người khác giúp là tốt, không phải là của mình đâu. Cái thân này vài bữa chết cũng phải của mình. Khi họ hiểu được như vậy, họ nó nhẹ tối họ ngủ phô khó gáy khò luôn sướng. Còn tối ngủ có được đâu, có nhớ ổng để ổng trong đầu hoài mà sao ngủ. Hiểu này không? Hiểu mình đồng hóa với nhân vật không? Cái cô vợ này bây giờ đồng hóa cái điều xấu của cái ông chồng, đồng xó với mấy con nhỏ mặc áo dây nữa chứ, cứ nói hoài. Rồi bây giờ bà mẹ đồng hóa với anh chàng này luôn, là lúc nào cũng nói nó hư rồi. Trời ơi, phiền não một đống luôn. Nó kêu sao không bỏ câu Phật hiệu trong lòng ta, mà dễ gì bỏ nổi. Làm sao niệm được câu Phật hiệu, cảnh giới nó vô đó rồi. Trời ơi, lâu ngày nó buộc chặt khư luôn, nó buộc đến lúc tự tử chết luôn. Công nhận, bây giờ mình mới thấy câu Phật hiệu nó quý. Quý là khi ra khỏi cảnh giới rồi, còn ở trong cảnh giới nó niệm không trôi nổi là thấy câu Phật hiệu không quý đâu. Hiểu chỗ nào? Nhân nhàn thì không có nói cao siêu, không có nói mà bay bổng ngôn ngữ nó lưu loát gì lắm, nhưng mà nói bằng tâm chân thật của mình trải nghiệm trong cuộc sống. Giờ nghe Ấn Tổ khai thị một chút xíu chỗ này, mới có bốn phước chứ, mới có bốn ngũ phước, là tứ phước lâm môn là hảo đức. Thứ năm đó là thiện chung. Thiện chung là sao? Là cái người làm điều thiện này lúc lâm chung họ được vui vẻ an nhiên ra đi,
không đau bệnh, không khổ đau, gọi là thiện chung, gọi là ngũ phước lâm môn. Chỉ có phóng sanh ăn chay, khuyên người phóng sanh, khuyên người ăn chay kiên giết, thế mà được ngũ phước lâm môn. Còn người mà sát sanh hại vật, không ăn chay mà lại nấu mặn cho người ta ăn nữa, là bị ngũ tướng si hao. Ngũ tướng si hao là gì? Thứ nhất đó là người này thân thể xấu xí. Thứ hai, tiền bạc tốn kém nó ra một cách vô lý vô cùng. Thứ ba đó là công việc làm ăn ngày một sa sút. Thứ tư là thân thể của người này bắt đầu bệnh hoạn. Thứ năm đó là chết trước tuổi thọ và chết không được bình an luôn. Ngũ tướng si hao. Cái gì có nhân quả hết trơn, không có may rủi đâu. Người đời không hiểu nhân quả, nói năm này sao mà tôi xui dữ vậy ta, gặp đúng sao thái bạch. Thiệt nó gần sạch nhà rồi, còn dân nhàn sao quả tạ mà sao tự nhiên có tiền in kinh thôi. Không hiểu được cái đạo lý nhân quả rồi trách sao, trách trời, trách đủ thứ hết trơn, không có trách mình không làm đúng nhân quả. Đừng làm điều ác tuổi tuổi bình an, vâng làm điều thiện năm năm như ý. Cái sao đó là cái tên của cái nghiệp lực, thái bạch là tên của cái nghiệp xấu, mộc đức là tên của cái nghiệp tốt. Cái tên nó biểu trưng cái tên của cái nghiệp thôi, cho nó không phải là con cái sao nó chiếu vào cái bổn mạng của mình năm đó đâu. Làm gì có cái điều ác mà ngoài tâm đâu có. Làm gì tự nhiên người ta mang cái điều ác đến cho mình, ông Thượng Đế cũng không thể bắt mình chết mang điều ác đến mình được đâu. Nếu mà vậy là ông Thượng Đế thương vị rồi. Tự làm tự chịu, ai ăn nấy no à, không có cái gì bên ngoài mà sao chiếu mình đâu. Quý thầy để mà làm cái cách để mà dẫn dụ mình vào cúng sao rồi cho mình tinh tâm bảo rồi vậy thôi, chứ thực sự đó là nhân quả, không có gì mà thoát ra khỏi cái lưới nhân quả đâu. Mười giờ ba mươi ba phút, nãy giờ là tám giờ ba mươi mấy phút. Giờ có cái lá thư này hay. Trước khi đọc cái lá thư này, Giác Nhàn nói cái điều này và lắng nghe, chỗ này quan trọng nha. Nhắc lại chỗ này nè. Sáng Ấn Tổ mới nói, cầu Nam Mô A Di Đà Phật là một cái thiện pháp tối thượng thiện. Không có điều thiện gì qua được. Mà không phải là cái câu A Di Đà Phật là tối thiện thiện, mình không làm những điều thiện khác, không phải, đó là chấp nhất không được. Mà câu A Di Đà Phật là tối thượng thiện, bởi vì nó sanh ra những thiện pháp khác. Câu Nam Mô A Di Đà Phật niệm nó sanh ra từ bi hỷ xả vô ngã vị tha, lúc đó rồi bắt đầu mình đi làm những cái thiện pháp. Nó là cái gốc, nó là tối thượng thiện, nó là pháp phổ sanh, nó sanh ra tất cả những cái pháp lành. Và nó là tổng trì, tổng nhất thiết pháp, trì nhất thiết nghĩa. Một câu A Di Đà Phật tam tạng kinh điển nằm trong đó. Tin không? Cho nên cái người niệm Phật lâu ngày nó khai mở trí tuệ, nói ra cái câu gì họ cũng biết hết trơn. Họ không biết chữ mà họ cũng phân tích được cái nghĩa lý. Bởi vì họ tổng họ đã tu cái pháp tổng nhất thiết pháp, trì nhất thiết nghĩa rồi mà. Chẳng cái tịnh độ mà nói đến đây tin được là thôi, tuyệt lắm. Và cái câu Phật hiệu bây giờ niệm làm sao để nó đắc lực, lắng nghe nè. Mấy thầy mấy chú cố gắng tập trung lắng nghe chỗ này. Mấy thầy ở khu chuyên tu những nhà cũng chưa phổ biến. Hỏi ổ lý do vì sao mà Ấn Tổ ngài nói là khi có công việc thì tập trung vô lo công việc, rồi sau khi hết công việc rồi bắt đầu mình quay lại câu niệm Phật đếm số, mình nhớ số. Ổ ngài làm sao hay vậy ta? Mình nhớ cái hơi thở với nhớ câu Phật hiệu là nó đã lính quýnh cái tâm mình rồi, mà bắt nhớ số nữa nó làm không nổi. Bắt mày làm nhiều thứ nó làm không có được. Một là chưa quen, với hai mình làm không có được. Ngồi ở trong tại chánh điện mình công phu thì mình nhớ số được, cho đi đứng đồ này nọ, sao nhớ nó khó quá vậy ta? Ngài làm cái kiểu gì ta? À, lắng lòng nghe cho kỹ lại là ngài kêu là ba hơi, hai hơi, một hơi.
Thì từ cái đó bắt đầu mới phân ra, buổi sáng nó 1 giờ mấy, 2 giờ các đang đi vòng vòng mình niệm trong tâm bằng cách là hít vô A Di, thở ra Đạo Phật, là nó nhớ hơi thở với câu Phật hiệu à. Mà đếm 1 nó đếm không được, bắt nó làm thêm nó làm không nổi, nó làm không được. Hoặc giả là niệm ngang ngang là từng chữ A Di Đà Phật, niệm từng chữ chậm được, mà bắt nó nhớ số sao nó nhớ không được. Mà kêu ngàn kêu nói nó không nhớ số là niệm cái tay cái tâm mình nó chạy đi đâu mất, mình không biết đâu, không giữ được đâu, khó lắm. Cho nên người kêu là trừ vọng có hai biện pháp. Biện pháp thứ nhất là để toàn tâm lên câu Phật hiệu, giữ lòng thành kính và xem Phật trước mặt mình như Phật thiệt, thì cái này là tội, bắt đầu nó tiêu á. Còn nếu mà nó còn vọng tưởng nữa thì bắt đầu phải thập niệm nhớ số. Thì chúng tôi dùng lại cái cách lúc trước niệm Phật thầm, và dùng cái hơi thở mà Ngài nói là một hơi, một đến mười, ba, hai hơi, một đến năm, sáu đến mười, ba hơi, một đến ba, bốn đến bảy, bốn đến sáu, bảy đến mười. Thì nghe cái hơi thở Ngài, cái cách niệm của Ngài là dùng cái hơi thở để nhiếp vào câu Phật hiệu, đưa cái tâm mình vô đó. Thì lúc trước chúng tôi mới nói quý vị là hít vô trong tâm mình nhớ A Di đúng không, thở ra Đà Phật, nhưng mà cái tâm người ta còn yếu, người ta không nhớ được câu Phật hiệu, và cái vọng tưởng nó mạnh, nó đánh câu Phật hiệu văng đi liền. Bây giờ thì sao? Hít vô mình không có niệm, nhớ mình hít vô một hơi sâu thôi. Khi mà ngồi mình lễ Phật xong, mà cái cách lễ Phật mà khỏe nhất á, khi mình đứng chắp tay trang nghiêm, không cần nhìn Phật, Ngài kêu rủ cái đôi mày xuống, rủ cái rèm mắt xuống, nhìn cái chóp mũi mờ mờ thôi. Hít một hơi thở sâu vô. Nam Mô A Di Đà Phật. Hít một hơi thở sâu vô nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Bắt đầu mình xuống lễ Phật á. Cái cách của Giác Nhàn, nếu mà quý vị thích về dùng, quý vị dùng thử nha. Khi mình xuống là trong tâm mình bốn chữ, mình hít vô. Khi mình hít vô mình để câu Phật hiệu nó nhiếp vô dữ lắm. Hít vô A Di Đà Phật trong tâm chậm, theo cái tâm mình theo từng chữ, theo hơi thở được. Cái này được. Không có bắt nó đếm. Rồi khi mình úp mặt xuống mình thở ra cũng là A Di Đà Phật. Cứ như vậy làm nửa tiếng đồng hồ rất nhanh, khỏe. Như mình tập thể dục vậy, hít thở khỏe. Mà đứng lúc đó làm sao toàn tâm mình trú tâm vô câu Phật hiệu được, và theo dõi cái hơi thở. Ba cái hơi thở, tâm và câu Phật hiệu nó gắn liền là một. Thì nó quên cái mệt, nó quên cái giải đãi, ma hôn trầm, ma vọng tưởng nó chạy đâu mất tiêu hết à. Rồi khi ngồi, khi ngồi nè, hít vô một hơi sâu niệm 5 câu. Phải hít sâu niệm 5 câu mới được, còn hít sơ sơ là nó có 3 câu à. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Cái câu Phật hiệu nó sâu chuỗi, nó liền liên tục, chứ nó không có bị ngắt khoảng, nó không bị gãy. Như vậy là bị gãy nè. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái lúc mà nó gãy như vậy, nó tốn một chút hơi trong đó, nó không đủ 5 câu. Bây giờ 6 đến 10 nè. Nhưng mà phải hít cho sâu. Mới lần đầu cái sức mình hít chưa quen, nó không có sâu. Mà hít nó sâu rồi nó mát cái buồng phổi, mà nó có cái lực ở trong đó. Mà khi cái tâm mình mà để lên cái hơi thở, mà hít sâu vô nó có cái sức định trong đó. Mà hít vô chỉ biết hít vô thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Thì cái tai nghe rõ ràng từng chữ từng câu, cái tâm mình nhớ số đến số 6, số 7, số 8, dùng tâm ghi nhớ rõ ràng đến số 10 ngưng lại. Rồi bắt đầu từ 1 đến 5 liên tục như vậy khi mình ngồi trước bàn thờ. Còn đi ra ngoài nè, ngồi trên xe nè, đi vòng vòng nè, hít vô một hơi thiệt sâu, khỏi phải chắp tay đi, người bên cạnh không biết mình niệm Phật. Hít nè. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di
quý vị nghe vẫn nhàng thầm thầm trong cái loa, nhưng mà khi mình niệm cái tai mình vừa nghe người bên cạnh không nghe, gọi là niệm Phật thầm. Nhớ số và hơi thở, ba cái dùng là một. Cái này thú lắm nha, buổi sáng 1-2 giờ đi hít khoảng nửa tiếng là con người mình coi như là nó trong mà nó ấm, bên ngoài nó mát, cơ thể mình nó khỏe, tâm nó không có chạy đi đâu được hết. Đúng thiệt, Ấn Tổ cao kiến. Bây giờ mình đi mà mình niệm ra tiếng nó chướng ngại người khác, mà nó lại hao khí, mà mình không hít thở nữa thì không giữ được lâu đâu. Mà mình hít thở nó quen rồi mình sung sướng lắm, cái bầu không khí sáng ở trong lành 1-2 giờ sáng mà mình đi mình hít nó giống như là mình đang ăn chất bổ trong đó. Ngài Lý Minh Nam nói rằng là mình ăn cái không khí á, nó còn hơn ăn cơm. Và mình ăn cơm nhiều mà vọng tưởng á, nó làm tiêu cái năng lượng ở trong cái thức ăn đó 90%. Còn nếu mà người nào mà không có vọng tưởng, ăn trụ được câu Phật hiệu, ăn rất ít mà người ta khỏe, bởi vì nó không có tiêu năng lượng, do vọng tưởng nó làm tiêu năng lượng. Bây giờ làm thử nghe, học phải hành. Giờ ngồi nghe, tay để bình thường thôi, hít vô thử một hơi sâu, niệm thầm ra 5 câu thử coi. Mà hít vô mình theo dõi hơi thở, niệm ra là tự nhiên cái hơi nó ra, và nghe cái câu Phật hiệu không cần phải thở, là cái tâm mình nó để lên cái số rất dễ. Còn hôm bữa nhàn hít vô nhớ hơi thở A Di Đà Phật, thở ra cũng nhớ hơi thở A Di Đà Phật, bắt nó nhớ số này nhớ không được. Nhưng hôm nay mình hít vô mình không có nhớ số, nhớ câu Phật hiệu mà nhớ hơi thở, thở ra rồi không nhớ hơi thở, chỉ nhớ số và nghe câu Phật hiệu thì nó làm được. Giờ làm thử một cái ha. Giờ hít vô nè. Niệm thầm, niệm ra tiếng 6 chữ. Khoảng một chập, cái người này dùng cái cách thầm này nè, khỏi lần chuỗi, nhớ số niệm thầm này, ngồi trước chánh điện thầm cũng được. Thầm một chập khoảng 15-20 phút, bắt đầu một hơi chuyển qua 4 chữ được 10 câu luôn. Một hơi 10 câu. Mà cái này không gấp, đừng có vội đi nhanh nó té. Từ từ mình niệm 5 câu trước cho nó nhuyễn, nó nhừng nhuyễn rồi cái hơi sợ, thở nó sâu, nó dư hơi rồi chuyển qua 4 chữ. Cho nên Ngài nói trước niệm 6 chữ ra tiếng, sau niệm thầm 4 chữ cũng vẫn được. Bữa có vị thầy đó nói, thầy nhà ông làm gì đâu tùm lum hết trơn, lúc trước phổ biến một cái bộ kinh Vô Lượng Thọ 4 chữ A Di Đà Phật, bữa nay ông làm gì, ông kêu trì đại bi rồi niệm 6 chữ rồi niệm Quan Âm, ông làm tùm lum, thôi tôi không có thích đâu. Ấn Tổ nói là lắng nghe nè, trời đất mà cứ mưa hoài cây nó cũng chết, nắng hoài cây nó cũng chết, thiên nhiên bên ngoài như con người mình cũng vậy. Nếu mà tu một pháp là một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, một bộ kinh Vô Lượng Thọ đó, thì chỉ có hàng thượng căn thượng trí thôi, hoặc họ vô thất họ chuyên nhất thì được. Nhưng mà nếu mà họ không có trì chú để mà trợ hạnh, để mà hành giúp thêm á, thì con người này hạ căn, nếu không có như vậy không thành tựu được. Lắng nghe nè. Nhưng mà cái người đó họ tu thêm trợ hạnh, họ biết cái nào là trợ, cái nào là chánh. Chú Đại Bi là trợ, danh hiệu Quan Âm là trợ, câu Phật hiệu là chánh, giảng sanh về Tây Phương là chánh. Nếu mà cái người đó mà tu lộn xộn sài ngầu, không biết cái nào chánh, không biết cái nào chợ, gọi là tạp tu. Môn nào họ cũng tu mà không có cái nào là chính hết, gọi là tạp tu. Còn cái người mà chuyên tu, họ kim tu. Chuyên tu tức là họ niệm một câu Phật hiệu cầu nguyện vãng sanh, kim theo trì chú, nhưng biết trì chú là trợ, thì người này thành công, giống như hổ mọc thêm sừng. Nhiều người người ta đang kích bác giác nhàn sao lúc trước rồi. Niệm 4 chữ tụng bộ Vô Lượng Thọ, bên đây kêu người ta tụng kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà cũng giống như là tụng Vô Lượng Thọ chứ đâu có gì khác đâu. Trì đại bi đồ thêm. Cái này mình phàm phu đừng có phân biệt. Ấn Tổ nói mình không trì chú đừng chơi ba chỉ trích, mang tội lắm. Cái thần lực chú đại bi bất khả tư nghì lắm, mang tội chết. Không trì thì thôi đừng có hỷ bán. Mà bản thân Ngài chúng tôi nhắc tới nhắc lui là trì đại bi một ngày 50 biến. Mà cái người mà trì đại bi một ngày 50 biến, trong giấc ngủ người ta có thần hộ trì chú, hộ trì cho họ ít gặp ác mộng.
họ an ngày an lành, đêm an lành. Chỉ còn 50 biến một ngày, làm 3 tháng thấy kiến hiệu. Đừng bỏ. Không, cái này chúng tôi nói chân thật, không có lừa dối cái gì. Chứ ngài kêu là trời phải còn có nắng có mưa, chứ mưa hoài nắng hoài cũng không được. Ngài ví dụ hay lắm. Thì cây cối mới sanh sôi được. Con người mình phải có nhiều pháp lành để đối trị. Trì đại bi như vậy, có cái Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, có cái thần hộ trú thân tâm của mình ngày đêm an ổn, niệm câu Phật hiệu để mình về Tây Phương Cực Lạc, nó rộng đường oan gia, người ta tới người ta thấy thần lực của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, người ta cũng bắt chước, người ta trì theo, nó đỡ lắm. Niệm danh hiệu Quan Âm thêm. Như rồi có cái cô, cái tự nhiên chúng tôi đang làm công việc, cái rồi cô đi theo mấy chú phóng sanh, cái cô vô khu chuyên tu đang làm cái cổng ngõ lại. Cô nói trời ơi, sao bữa nay con gặp được thầy con mừng quá. Bữa nào thầy giảng trực tiếp con cũng coi. Lúc trước con có ông chồng, ông làm nghề cho dây, rồi con cũng làm nghề cho dây, chơi với xã hội đen cho nó dây rồi thôi. Cãi lộn kình cả gia đình con, nó lộn xộn. Thằng con dắt thêm thằng nhỏ nó 8-9 tuổi á, thôi nó thấy con với chồng con như vậy á, nó cũng bất kính con, nó không nghe lời con. Nó cũng ăn cắp tiền để đi chơi, nói nó không nghe, nó lì nó nằm một đống đó. Con khổ quá, cuối cùng con ly dị với ông chồng. Con nghe pháp thầy xong là con không có cho dây nữa, con đổi nghề. Bữa nay con có một cái bãi đất lớn lắm, người ta thuê để làm quán nhậu, con cũng không chịu luôn. Người ta thuê làm cái nhà trọ, con cũng không chịu. Con kêu nhà trọ để cho nam nữ, rồi người ta vô ở trong đó là mình giúp cho họ làm cái nghiệp tà dâm, con không chịu luôn. Bây giờ con xây một cái bãi lên để cho người ta thuê xe. Mà gặp nhiều chướng nạn, đủ thứ chướng nạn giấy tờ. Thầy Nhuận Hy kêu con niệm Quan Âm, con niệm 2 ngày bữa nay yên ổn rồi. Con mừng, con cảm ơn thầy, con lên đây bữa nay đứa con á, nó thấy con tu rồi, con ăn chay trường một năm nay, nó cũng ngoan, con nói nó nghe. Mà ngày nào nó cũng nghe pháp thầy, có khi nó nghe suốt ngày luôn mà nó niệm Phật nó chưa chịu niệm. Nó kêu niệm sao ngại quá, nó chưa niệm. Thầy chỉ cho sao nó niệm Phật, hai mẹ con bây giờ sống hạnh phúc vô cùng. Thầy kêu thôi như vậy là được rồi, đừng có bước thêm nước mửa, đeo gông vô cổ nha. Còn hỏi đeo gông là gì, kêu chồng ông chồng vô đầu mình nữa, gọi là đeo gông vô cổ, hiểu không? Rồi sợ quá rồi không dám nữa đâu. Đeo gông vô cổ. Tự nhiên cái họ tu được, cái gia đình hay thay đổi, thằng con tự nhiên nó tốt hẳn ra. Trước kêu nghe pháp dễ gì nó nghe, mà sao bị đây tự nhiên nó nghe pháp nó hoan hỷ. Thì họ tu cái pháp lành, hưởng cái nhân quả tốt à. Người đã làm cái điều lành, nhà họ thừa cái việc vui rồi. Nhà mình cứ lộn xộn ác quá, làm ác quá, trên son trên nồi nấu những chúng sanh, tạo bao nhiêu nghiệp ác, nói bao nhiêu điều ác, làm bao nhiêu điều ác, cho nên thành ra gì? Gia đình của mình lộn xộn, thừa cái việc khổ đau. Còn có nhiều điều ở trong này lắm mà. Hết thời gian rồi, 11 giờ kém rồi. À, thưa quý vị, có hai cái lá thư lặng. Một cái lá thư hôm bữa thầy Nhuận Minh cũng đọc buổi sáng với nhà nghe, nó hay quá. Và một cái lá thư Ấn Tổ khuyên nên trì đại bi. Vì sao mà Tổ Ấn Quang ngài lại trì đại bi? Là Bồ Tát Đại Thế Chí rồi mà sao ngài trì đại bi đó? Ngài thấy cái thần lực của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn bất khả tư nghì, cho nên ngài mới giới thiệu chúng sanh. Mắt phàm mình không thấy được. Bây giờ quý vị nghe cái lá thư ngài nói về cái việc trì chú đại bi, quý vị nghe ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc những lời khai thị của đại sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức tăng ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Lá thư số 318 trích trong sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên cuốn 1 quyển 2. Thư trả lời cư sĩ Trịnh Cầm Tiều. Ông tuổi đã 65, đã hai lần thọ giới mà vẫn chưa ăn chay, tức là chỉ biết vị ngon của thịt, chẳng biết mối họa khốc liệt của thịt. Lúc ăn tuy ngon, thử nghĩ đến nỗi khổ lúc phải đền trả, ắt sẽ chẳng nuốt xuống được. Nay ông đừng ăn mặn nữa, hãy nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu tuổi thọ chưa hết sẽ mau được lành bệnh, tuổi thọ đã tận
liền được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Hễ sanh về Tây Phương thì liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. So với sanh lên trời làm thiên đế, thiên vương còn cao trỗi hơn vô lượng vô biên lần. Bởi lẽ phước trời sẽ có lúc hết, nên cần phải niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Hễ sanh về Tây Phương sẽ tấn tu dần dần, quyết định thành Phật, chớ nên sợ chết. Hễ có bệnh liền nguyện vãng sanh, nếu tuổi thọ chưa hết sẽ mau được chóng lành. Nếu sợ chết chỉ cầu lành bệnh thì tuổi thọ đã hết vẫn phải chết, quyết khó được vãng sanh. Khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương chính là thành tựu cho người ta thành Phật. Ông chớ nên vì tri kiến phàm phu của chính ông mà sanh lòng ngờ vực chẳng tin. Quan nghĩ ông đang bệnh nên tâm không yên, cầu quan cứu ông nên mới nói với ông lời này. Nếu vẫn không tin thì Phật cũng chẳng thể cứu được ông đâu. Vì sao vậy? Những gì quan vừa nói vốn lấy từ những lời Phật đã dạy trong kinh, chẳng qua trích lấy ý nghĩa để nói đại lược mà thôi. Đừng tưởng rằng quan bỗng dưng bịa chuyện. Sau khi ông lành bệnh rồi, hãy nên đọc khắp các kinh điển Tịnh độ, sẽ tự biết rõ. Nếu sanh về Tây Phương thì mọi điều sẽ được chứng minh, quan chẳng lừa dối ông. Nay đạt pháp danh cho ông là Huệ Minh, nghĩa là dùng Phật Huệ để thấu hiểu giáo lý, hồng tu pháp môn Tịnh độ. Đức Phật nói hết thảy pháp môn tuy cao sâu huyền diệu, viên đốn thẳng chóng, nhưng đều phải đoạn sạch phiền hoặc mới có thể liễu sanh thoát tử. Nếu đoạn chưa sạch thì vẫn chẳng thể liễu được, huống hồ kẻ hoàn toàn chưa đoạn được ư? Chỉ có pháp môn niệm Phật cậy vào Phật từ lực, nếu có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha chí thành niệm Phật, không một ai chẳng được vãng sanh. Nhưng kẻ niệm Phật thì nhiều, người vãng sanh lại ít, là vì ngu si vô tri, chỉ cầu phước báo trời người trong đời sau, hoặc chẳng sanh lòng hổ thẹn, thường làm chuyện bất hiếu, chẳng từ, bất trung, bất nghĩa, vân vân, là vì tâm đã trái nghịch với Phật mà ra. Lỗi ở nơi chính mình, nào phải Phật chẳng từ bi? Nếu trước khi người ấy chưa phát tâm niệm Phật, từng làm các điều ác, nay đã niệm Phật, hãy nên sanh lòng hổ thẹn lớn lao, thống thiết sửa đổi lỗi trước thì cũng có thể quyết định vãng sanh. Phật coi chúng sanh hệt như con ruột, nhưng con cái chẳng nghe lời cha mẹ dạy, cha mẹ cũng chẳng làm sao được. Chúng sanh nếu chịu sửa lỗi hướng thiện, niệm Phật chắc chắn lúc lâm chung sẽ được Phật rủ lòng đích thân tiếp dẫn. Lá thư 319, thư trả lời cư sĩ Nghê Văn Khanh. Đọc lá thư ông gửi cho thầy Diệu Chân, biết ông không thể ăn cơm, chỉ ăn được cơm lúa mạch hay mạng đầu, chưa đáng coi là bệnh, sao lại phải cầu thuốc Tây, thuốc Tàu trị bệnh? Ông nói mỗi ngày tụng kinh Địa Tạng một cuốn, nay lại muốn thầm đọc kinh Pháp Hoa một cuốn. Nếu tinh thần sung túc thì được, nếu không hãy kiêng lấy Phật hiệu để thay thế cho kinh, sẽ đỡ tốn tâm lực nhiều lắm. Quyến thuộc trong nhà ông vẫn muốn ông ngã mặn, đáng gọi là si dại đến cùng cực. Ông vẫn cần phải nghiêm túc răn nhắc họ về lợi ích do được trợ niệm lúc lâm chung và những họa hại vì tắm rửa thay quần áo sẵn, khóc lóc. Nếu không chắc sẽ đến nỗi trở thành thể hiện lòng hiếu kiểu tình yêu của La Sát Nữ, thì ông lẫn họ đều mắc họa thật sự. Chuyện này phải thường nói cho họ nghe quen tai. Hiện thời ông hãy bảo con cái dâu cháu sớm tối bầu bạn niệm Phật với ông,
niệm đã quen thì mới hòng nhờ cậy họ trợ niệm khi lâm chung. Nếu không, theo như lời Vương Thiếu Hồ, Châu Thạch Tăng đã kể, sợ họ sẽ do một niềm hiếu tâm mà phá hoại chánh niệm của ông. Họ chẳng làm chuyện đẩy xuống giếng rồi lại còn hè nhau vần tảng đá to quăng xuống, quyết chẳng cam tâm. Còn hiếu cháo hiền trong thế gian, nếu chẳng biết Phật Pháp thì trong ngàn người trọn chẳng có một ai không hiếu thuận kiểu đó. Điều này trọn chẳng khác gì La Sát Nữ bảo người bị nó ăn thịt rằng: ta yêu ngươi nên ăn thịt ngươi. La Sát Nữ do yêu thương mà ăn thịt, coi đó là tình yêu thật sự. Quyến thuộc vô tri do hiếu thảo mà buộc ông ngã mặn, do lòng hiếu mà tắm rửa, thay quần áo sẵn, khóc lóc, khiến cho người sắp qua đời hoàn toàn mất chánh niệm, vứt sạch công lao niệm Phật, vốn có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Nhưng những hành động vô tri ấy ắt sẽ khiến cho thánh cảnh đã hiện lại bị diệt mất, lại còn khiến cho người đã khuất phải đọa trong ba ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì mới chịu dừng tay. Đấy chính là lòng hiếu lớn lao đặc biệt của quyến thuộc vô tri. Ông Trần Phi Thanh sắp chết, con trai ông ta gửi thư đến, quan nói về lợi ích của việc trợ niệm khi lâm chung và họa hại do phô trương bày vẽ. May là con ông ta làm theo lời quan bảo nên ông ta mất rất tốt đẹp. 3 ngày trước khi ông ta mất, họ nhận được thư quan. Khi ấy thần thức ông ta đã không còn tỉnh táo nữa, thường nói sảng. Trong thư quan gửi đến có kèm theo một ít tro hương đã được gia trì bằng chú Đại Bi. Họ liền pha nước cho ông ta uống, thần thức liền sáng suốt. Họ bèn trợ niệm cho ông ta, ông ta còn lần chuỗi niệm theo, niệm đến khi đã tắt hơi một lúc lâu mà tay vẫn còn lần chuỗi. Quan cũng bảo con ông ta, những kẻ hiếu thảo với cha mẹ trong cõi đời quá nữa đều giống như lòng yêu thương của La Sát Nữ. Nếu các vị chịu làm theo lời tôi thì mới là lòng hiếu thật sự. Lời quan nói rất kịch liệt nên hai đứa con ông ta cũng khá cảm động. Nay tôi lại muốn cho con cái dâu cháu của ông đều giống như hai người con ông Trần Phi Thanh nên mới lược thuật như trên. Bệnh của ông chẳng cần biết nặng nề đến đâu, hãy uống nước pha bằng tro hương chắc sẽ được lành. Nếu chẳng lành cần gì cứ nhất định phải ăn cơm cháo lúa mạch Sora bổ dưỡng hơn cháo gạo. Mạng đầu là thứ người phương Bắc ăn thay cơm mỗi ngày, há đáng để bận tâm ư? Đối với chuyện phát nguyện cầu lành bệnh chắc sẽ được như nguyện, dẫu không được như nguyện cũng chớ nên đâm ra si dại cố cầu, chỉ sợ đâm ra bị tổn hại vô ích. Nhiếp trọn 6 căn tịnh niệm tiếp nối mà niệm, chuyện thế gian mỗi mỗi đều toàn thân buông xuống hết. Nếu quyến thuộc của ông giống như con ông Trần Phi Thanh, ông sẽ quyết định được vãng sanh. Nếu có ý niệm sanh trong cõi trời, cõi người thì Tây Phương sẽ chẳng có phần đâu. Bởi lẽ tâm sanh tử đã quá sức thuần thục, một sức nhỏ như mảy lông ấy vẫn có thể cự lại cái tâm liễu sanh tử nặng ngàn cân. Viết ra điều này để xin ông sáng suốt suy xét. Ngày 14 tháng 10 năm Dân Quốc 27, 1938. Lá thư số 3, trích từ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 4, thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo. Lá thư tôi dâng trình lần trước chắc ông đã nhận được rồi. Ngày hôm qua ông Bao Ngọc Đường đến thăm, cầm theo thư của các hạ và một gối Phật học tóm yếu. Sách này từ chỗ cạn tiến vào sâu, giảng giải nhân quả sự tích
luân hồi báo ứng cũng như sự vãng sanh Tây Phương, liệu sanh thoát tử, đúng là đã trao cho người ở trong nhà tối một ngọn đèn khiến cho tu nhân kết quả nơi thân trước, thân sau đều có thể quyết đoán sẵn được. Vì thế kẻ có tính tâm đều cùng yêu thích, chẳng tiếc tiền tài để lưu thông. Các hạ gạt bỏ lời ông Ngũ nói thì cũng là chuyện hay lắm. Phàm muốn đoạn nghi khơi gợi lòng tin, chớ nên dùng những lời lẽ nửa tin nửa ngờ, cũng như trích dẫn những lời lẽ giảng giải nghĩa lý nhưng chẳng nương theo thật lý. Bởi lẽ những lời nói ấy có thể khơi gợi tính tâm cho người khác, mà cũng có thể khơi gợi lòng nghi ngờ của kẻ khác vậy. Có lẽ nên đưa chương thứ 8 ra phía sau thì thể tài của cuốn sách sẽ hợp lý hơn, mà cũng có thể khiến cho người khác biết có những loại sách ấy để thỉnh về đọc. Những điều nào nên cắt bỏ hoặc nên thêm vào, xin ông hãy tự cân nhắc. Quan gần đây bận biểu đa đoan, hằng ngày không rảnh rỗi, xin ông hãy rủ lòng thông cảm. Khi ông Bao đến, quan đã khuyên ông ta hãy tu tại gia, tu chân ngay trong cõi tục, không cần phải xuất gia. Sợ rằng sau khi xuất gia, do hằng ngày ở chung với bọn tăng lười nhác, biến trễ, lâu ngày chày tháng sẽ chỉ trở thành một gã ăn bám cửa Phật, chẳng biết ông ta có chịu nghe theo hay không. Nam Mô A Di Đà Phật. Thứ nhất là Ngài khuyên mọi người, nếu không phải là pháp khí người thượng căn thì đừng đi xuất gia. Hôm qua chúng tôi gặp hai cô bé trẻ trẻ, nó còn đọc vào văn sao để thấy rất nhiều người giữ lòng trinh, tức là không lập gia đình, ở bên cạnh thủ hiếu lo cho cha mẹ, mình lo cho riêng bản thân mình, chuyển nghiệp cả một kỳ công khó rồi, lo cho ông chồng, lo hai ba đứa con nữa. Có bà già bà sanh hai mươi mấy đứa luôn, sao mình đủ sức? Cái bàn này có 20 kg, mình quất 50 kg vô nó sụm, cái sức của mình không đủ để lo ba bốn người, một mình lo không xong cho bản thân mình, mà mình làm thêm mình đeo mang mình chịu không nổi, nó báo mình chịu không nổi. Có nhiều người đến với Ngài, Ngài nói tôi không có rảnh đâu, tôi lo cho tôi chưa xong mà tôi lo cho ông, không phải tôi ích kỷ đâu, ông ở nhà ông đọc văn sao, ông làm cho tròn bổn phận đi. Mình vẫn tưởng chừng như là Ngài ích kỷ hẹp hòi, không cho người đức xuất gia, không cho người gọi là đi tu để mà nói chuyện mạng mạch Phật Pháp, nhưng mà Ngài làm cái ý của Ngài. Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí mà, Ngài có cái ý Ngài trong đó. Cho nên khi đọc đến đây là anh em xuất gia chúng tôi tăng ni là phải suy nghĩ lại kỹ lắm, phải tròn bổn phận thân tâm xuất gia chứ. Thứ hai này, không xây chùa là nguyên do của Ngài là vì cái thời đó đó, họ cứ lấy chùa họ xung vào cái cung quỹ, để cái công quỹ để mà làm trường học, người ta dùng chuyện này dùng chuyện nọ, nhà nước bên Trung Quốc họ cứ lấy chùa. Thì Ngài nói nếu mà không có xây chùa đẹp á, chùa tôn họ lấy làm chi đâu, họ thấy lựa mấy cái chùa đẹp họ lấy không à. Ngài kêu bây giờ mình cả một thời gian công sức mình tu hành chưa vãng sanh, đạo nghiệp chưa thành đây, mà bây giờ mình xây chùa rồi người ta cứ thấy chùa đẹp người ta lấy miết, rồi mình tính sao đây. Thì Ngài cũng không chủ trương xây chùa mà không chê bai, đưa sổ vàng đến Ngài trả lại, không ghi vô mà Ngài vẫn ủng hộ tùy theo khả năng. Và Ngài nói có cái chuyện Ngài thấy trước mắt, đó là tăng ni tranh giành chùa với nhau, bổn sư chưa mất là đi tranh giành chùa với nhau quá cỡ. Cho nên Ngài kêu quyết một đời Ngài không xây chùa, có tiền Ngài in. Mà sách mà Ngài in là sách Nho Gia, nó nhiều hơn là sách bên Phật Liễu Phàm Tứ Hứng, An Sĩ Toàn Thư, Cảm Ứng Thiên, hơn 3 triệu bản. Ngài làm rất là nhiều, nhiều người nói Ngài rằng sao mà một vị cao tăng thạc đức mà in ba cái sách của Nho Gia mà không in Đại Tạng Kinh, in Kinh Phật. Ngài nói bây giờ thời đại hôm nay họ mất gốc rồi. Nho Gia tức là dạy về cái nhân cách để làm con người, đối với con người với nhau làm chưa được, chồng vợ kình cãi ẩu đả ly dị hết trơn, không có thể nào thành tựu được cái nhân thừa. Bước vô Phật thừa nó lộng cộng cái là nó ngã quỵ xuống, đem họ vô con đường chết.
Thành ra là phải bước đi theo thứ tự, nhân thừa rồi bắt đầu mình mới lên thiên thừa, Phật thừa, mình tu hành từ từ. Như vậy những người tu sĩ rồi, khi chúng ta mất gốc rồi mình phải quay lại, chúng ta phải quay lại từ cái gốc. Khuyên mọi người mà mình phải làm hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ. Mẹ mình mất rồi, sư cô Liên Phương mất rồi, mà coi bà cụ đó là như mẹ mình luôn. Nếu mà bà cần mình đi đổ bô cho bà là bình thường, không có gì hết. Thật sự là như vậy, phải làm bằng được. Nuôi họ mình cung kính họ, giống như mẹ thì mẹ của mình. Phải làm cho bằng được, hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ. Làm cái gốc này, đắp cái gốc này. Bát đức này mà làm không được thì tâm mình trái nghịch với Phật rồi. Không trụ trì chùa nào cả. Hòa Thượng Tịnh Không nói, tôi chỉ đi giảng kinh thôi, tôi chỉ niệm Phật, bắt tôi làm xây chùa trụ trì tôi làm không nổi, tôi làm không được. Các vị giỏi hơn thì cứ làm cho tôi, chỉ làm được đến đó, theo Ấn Tổ tôi làm đến đó. Riêng Tịnh Thất Quan Âm đến hôm nay, riêng một cái ban, bữa nay chia cái ban ra, ban hộ niệm cũng nhiều, tổ trưởng tổ phó 4-5 ban, nhiều cái ca nhỏ nhỏ chia ra nhóm nhỏ nhỏ ra. Hôm trước thầy Nhật Nguyện với thầy Nhật Nguyện là làm trưởng ban, bữa nay thầy Nhật Nguyện là Nhật Nguyện là có trưởng ban thêm phó ban, rồi thêm phó ban trưởng ban, nó chia sẻ ra nhiều cái nhóm vậy, họ mới quản lý được cả 100 người trong phòng hộ niệm. Chứ giao hai thầy không đủ sức, cái gì cũng hỏi hai thầy hết, túi bụi xì ngầu, cuối cùng không có thời gian tu. Chia ra nhỏ từng tổ, bữa nay bếp cũng chia ra từng tổ nhỏ thành một cái ban điều hành, giao ở trên này lo công việc Phật sự, lo cho tốt. Mang cái tiếng dân nhàn kêu trụ trì, hôm nay ban trị sự gọi rằng là xóa bỏ cái tạm ngưng trụ trì, không mang cái tiếng gọi là trụ trì, chứ thực ra mấy thầy trên này làm hết. Hỏi dân nhàn chỉ điều khiển để làm sao cái nguồn máy sinh hoạt trên này cho tốt, thì họ sinh hoạt tự thân, họ sinh hoạt trên này được, lúc mình có hoặc mình không có, mình ra đi họ vẫn lưu hành được, họ vẫn vận hành được một cái chùa tốt. Mấy năm dân nhàn qua Mỹ không có giảng trực tiếp, vẫn về sống tháng 800 triệu bình thường. Làm sao mình điều khiển, mình ở xa mà điều khiển, họ vẫn vận hành được tốt. Còn người họ không thấy mình, không cung kính ở tại đó, mình không có mặt ở đó, họ làm sằng bậy thì cuối cùng họ cũng phải ra khỏi chùa. Không đủ phước, y báo không tương ưng với chánh báo. Nghĩa là biển cả không chứa tử thi. Trong chùa mà nghĩ sằng bậy, nói sằng bậy, làm điều sằng bậy, cứ nói xấu những người khác là hộ pháp cũng đuổi đi sớm. Không đi thì cũng gì, cũng khiến phải ra đi. Sự thực nó là như vậy đó, không phải đơn giản. Cho nên thành ra là đôi khi mình không khéo, những người trúng ở trong đó, họ phá rối ở trong chùa, rồi mình cứ nghĩ những cái chuyện xấu họ, nó vô trong con người mình, lấy nhân vật đó mình đưa vô người mình. Hằng ngày cứ lo đi xử chuyện này chuyện nọ hoài, không có đưa Phật vô trong tâm mình mà cứ đưa mấy người đó vô. Cho nên ngài Trí Giả Đại Sư lúc ngài ra đi giảng sanh, người ta hỏi ngài, chúng hỏi ngài là ngài đạt được phẩm vị gì, ngài kêu mới đến cái ngũ phẩm, lo quản chúng, lo lắng cho chúng quá, vì đại chúng mà quên công phu của mình, cho nên cuối cùng lên được ngũ phẩm, ngũ phẩm vị Bồ Tát. Ngài Trí Giả Đại Sư là hóa thân của Đức Phật Thích Ca mà như vậy đó. Cho nên Ấn Tổ ngài nói những cái gì trong kinh, ngài làm trong kinh đó, mình thấy như ngài ích kỷ thiệt tình nghe không? Không trụ trì, không xây chùa, không nhận đồ chúng, làm ông tăng coi như là chỉ ăn bám chùa Pháp Vũ. Phật nói câu đó là những cái câu mà cổ Phật không á. Bởi vì mà biết cái thân phận của ngài, mà biết chúng sanh không thể làm nhiều được, làm nhiều coi chừng là phiền não, mất phần vãng sanh. Đấy. Còn mình là cứ kêu mình là Bồ Tát, cứ đi độ sanh đi, độ sanh riết chúng sanh nó độ mình luôn, cái tâm mình nó nhiễm phàm hồi nào không hay, gần lửa, gần mực rồi đen, gần lửa rồi cháy, cái giao tiếp với phàm tục, với người thế gian biết là nó đồng hóa thành người phàm luôn. Suốt ngày chỉ ăn nói những cái chuyện gì phiền não, chỉ trích người này, chỉ trích người kia, không có nói được một câu Phật Pháp, không có nói cho người ta vãng sanh. Tâm phàm bắt đầu nó trỗi dậy rồi, chết, gượng không lại nổi nữa. Không phải đơn giản đâu. Thôi hôm nay Dân Nhàn dứt lời, thì khi dứt lời nó có một cái điều thông báo nữa, là hôm trước Dân Nhàn có lên cái chương trình là thứ bảy, là quý thầy dạy lớp học đệ tử quy là từ 2 giờ đến 4 giờ chiều. Nhưng mà giờ coi lại thì mấy em cấp 2, cấp 3 là vẫn học thứ bảy. Vì vậy cho nên thành ra tuần sau này nè là vẫn dạy thứ ba.
là từ 6 giờ đến 8 giờ tối. Thứ năm vẫn là 6 giờ đến 8 giờ tối. Rồi thứ sáu là cũng vẫn dạy 6 giờ đến 8 giờ tối. Bắt đầu tuần sau là bắt đầu dạy 24/6 luôn. Tuần này thì vẫn giữ thứ 3, 5, 6 mà vẫn dạy 8 giờ tối, 6 đến 8 giờ tối. Nên các vị Phật tử ở đây đó, có về tỉnh thất thì có thể mình vô mình tham dự cái lớp học đệ tử quy. Mấy thầy dạy văn nhàn cũng mở ra ngồi vô đó nghe. Mấy thầy có những cái điều hay trong đó, có những mẫu chuyện rồi những cái phát minh của mấy thầy rất là hay. Rồi các quý Phật tử về đó, kéo cái internet để trong nhà đó, cho con cái của mình đó, nghe mấy thầy dạy. Tối nó tiện dữ lắm. Một tuần có 3 bữa, tuần sau nữa là 24/6. Tuần sau đó là 3, 5 rồi 6. 6 giờ đến 8 giờ tối. Thấy không? Thì thôi, đó là cái chương trình giảng nhàn hôm nay giảng đến đây thôi. Giờ cũng là 11 giờ 13 phút, tức là hơn 2 tiếng rưỡi. Giờ đây Chư Tăng, Thánh Chư Tăng đứng dậy để hồi hướng. Rồi chúng ta ra phóng sanh rồi xuống để dùng cơm, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.